cái xong vô cái người đi vô người đi vô miết cuối cùng chưa đổ được cái đầu đâu. Ủa dễ sợ. Từ từ đi đừng có bay. Cái sàn mình ở đằng trước rồi. Đẩy vô giùm cái lên 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 đẩy giùm cái sàn vô cái lên, đóng cửa lại cái lên. Nhìn cho đứng cái quạt nó qua bên huyện đi. Này cho tiền để mua trèo này. À đến lúc không đi mẹ. Này không. Này tiền này, cầm về cái bộ đi mua kẹo đi. Mình đi bà quay xe bà đi. Mẹ chiến. Ta chỗ hai nghìn. Này tiền. Tiền hai vô ấy. Có đấy chị Kim Khánh Lê ơi. Rồi hello cả nhà nha. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên này. Hello hello. Không xài được cái cây đấy chứ không được. Rồi chị em nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Trắng 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 lên luôn dùng nguyên chị em mà thôi. Tương tác lên luôn dùng nguyên nha, view lên chậm thế. Ờ, mấy bên đây like sớm. Like sớm, nghỉ sớm. Hello chị Hồng Linh Võ, hello chị Thanh Hồng nha. Rồi, ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Hôm nay là hơi sớm xíu. Lên sớm, nghỉ sớm. Cái này nguyên bộ đấy chứ, nguyên set đấy chứ. Cái này là nguyên set luôn. Cái này nguyên set chị ơi. Cái set lụa này đang hot nè. Nhiều họa tiết đẹp lắm. Yêu lên chậm thế. Mỗi trẻ mình vô xem like chia sẻ lên luôn dường nguyên nha. Vô đi quý vị ơi. Mình thấy quần gì có quần ring nè. Có quần ngố cô tông nè. Áo nắng xịn nè. Mà ra không thấy hàng ta? Ê?
Chị ơi, áo chống nắng bao nhiêu? Áo chống nắng phía sau của em 2 lớp. 2 lớp 89.000. 2 lớp dài 89.000 nha. Ủa thế phải không? Nguyên thấy bên đây có quần ring ngố nè. Có chị à, Nguyễn Thảo ơi. Có lên đồ em đang mặn chứ. Bộ này như chị hóng à. Như chị cho bộ này bay em à. Không có hả Nguyễn? Không. Về được từng 7 chị ghi đó hết rồi. Để chị ghi đây đó. Được 1 món, 2 món, 3 món, 4 món à. Rồi lên đi dẻ mà nó view lên chậm thế. Có cái gì sale tặng đâu. Có cái đống hàng xã gì. Cho lên cái đống hàng xã trong đi. Hàng xã đây, cái bao ngoài đây cũng bao hàng xã ha. Bao hàng cắt hàng bơm à. Bao hàng cắt hàng bơm đây à. Cho lên luôn đi. Mà chị đây là nắng dài 2 lớp nha chị ơi. Còn một cái này là nắng dài 2 lớp nè chị này. Em đang bán tặng luôn cho chị em mà nắng dài 2 lớp hàng công ty là giá 89.000. Còn 2 lớp chứ không phải 1 lớp cho chị em mà nó. Thả cái đống hàng bơm này đã nè. Nói chung là tối nay rất là nhiều sách đẹp. Chị em mình ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Trong đây bỏ hết vô đây. Bài không? Rồi cho lên bàn. Mấy 67 hơi bị ngắn chị ơi. Mấy 67 hơi bị ngắn ở trên mấy cái chân đấy. Cái này nguyên mét mét 54 mà tới tới mấy cái chân. Tới mấy cái chân, còn chị em mình mà trên mấy 66 mấy thì là lên một khúc. Xem đang mai là 93.000, từ từ chồng lên nhé. Lên cái đống hàng xã này cho nó gọn cái đã. Rồi nha, lên luôn chị em mình ơi. Chị đi khách quen mà đang lại xã rồi. Đã nhắn chưa? Trời, cái này cả set. Đẹp lắm. Lụa mà nhà tên như chị em mình không mang ấy. Táo tuôn chợ. Rồi lên trước, lên hàng xã trước nha. Lên hàng xã, cái đóng hàng xã này cho nó gọn cái đã này. Rồi ok chị, tí xíu nữa xong rồi em kết bạn nha. Em đồng ý nha. Em like xong rồi em ấy. Tại vì tối like xong trễ quá, cũng không vô Zalo nữa luôn. Đây là con này hôm bữa tranh nhau nè chị em mình. Con này tranh nhau đây. Mã này mã hò hết gơ, người ta đang bán chị em 130.000 nè. Công sở như xe S cho chị em mình 50 quay đầu. Và cái đợi toàn bộ phía sau của nó là lưng thung nha. Lên luôn dụng này, cái này đang bán tặng mấy tiền đi. 59k đúng không? Lên luôn dụng mã này là mã tặng 45k CS. Tặng 45k CS luôn dụng nguyên nhá. Chốt lên cho chị nào chia sẻ. Chị em mình ráng của chị mình vô xem like chia sẻ lên luôn dụng nguyên nhá. Tối lên hơi sớm xíu. Cái này hàng hot girl giờ đang chạy nè. Chị em mình nhìn nè. Trời, cái này không phải là áo không đâu. Cái này nguyên xác. Bộ nào bộ lụa bộ đang hot nè. Chốt lên luôn dụng nguyên cái mã này. Comment mã này. Lên luôn cho chị em mình luôn. Hồi nãy mới nói xong bao nhiêu tiền? 45.000 công sở size S. Hàng này hot girl nó đang bán cho chị em mình là 130.000. Và đang chạy những cái mã hàng này. Nguyên sale nó luôn cho chị em mình 45k size S. Chị nào lấy 45k size S lên 45 size S.
Những cái bộ này nó sự sale như thế này. Và quần ấy chị ơi, quần chắc này sướng lắm. Quần chị ơi, quần nhá. Rồi lên luôn những bộ này. Bộ này đang sale em 45k đúng không? Sao chị em mà 55 quay đầu, bộ KT Thái chốt được đúng mỗi bộ. Cái này giờ ai là khách quen chốt nè nha, còn khách mới thì thôi, mất công chốt xong rồi xả ra nữa. Cứ để bộ lên mã này tặng 35k luôn, tặng 35k và size 55kg quay đầu, chốt mã KT Thái luôn dùng nguyên nhé. Lên KT Thái 35, công sở 45k, KT Thái 35, KT Thái 35 nhé. Chị nào lấy KT Thái 35 lên KT Thái 35 luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên luôn dùng mã set. Set này là set ngố Thái. Trời ơi, lên mã ngố Thái, chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cho chị Nhiên An. Rồi chốt lên luôn dùng mã này. Con này đang lên. Trời ơi, sao chị em 62 vẫn mau ok. Ngố Thái dùng nguyên nhá, một set thôi. Hàng này là hàng bom nè. Đang chạy em mình là 85k, set này ở ngoài không có đâu. Nó thực sự 85.000 ngoài người ta không bán được đâu. Hello chị Trang Thùy nhá. Nguyên lên luôn chị em mình này. 75k. Đấy. Ai? Ai? Chị thấy anh Đằng phải size L đó. Size L. Thái đâu 35 người. 75k. À KT Thái à. Rồi lên luôn dùng mã set Thái luôn dùng nguyên. Còn chị ơi, em sắp lên rồi đây. Chờ em lên hết cái đống hàng xã này rồi lên luôn chị, vậy mình cái set mình đang mang. Chốt lên luôn dùng mã này. Comment lên luôn dùng mã này là mã Thái. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này là mã Thái. Lên luôn chị em mình là 75k. 75k nhé. Set Thái. Chị Vũ Sa chia sẻ lên luôn dùm em. KT Thái em hết rồi chị Trang Phạm ơi. KT Thái hết nhé. Chia sẻ lên luôn dùm em. Con này là áo thun Thái tim nè. Chốt được con xong. Để tới để lui xong giờ xả ra luôn. Rồi lên luôn dùng mã tặng tim luôn dùm nguyên nè. Màu đỏ đô mới đẹp, đỏ đô giờ hết rồi, màu rượu ấy. Rồi lên luôn dùng mã rượu nhá, comment lên rượu. Rượu lên luôn cho em mình, mã này là mã tặng 39C62 quay đầu. Tặng 39C62 quay đầu, màu này cũng hết rồi nè. 33.000, lên luôn dùng mã này là mã tặng 25. Chốt lên mã tặng 25. Trời ơi. Chị ơi, chốt chị nào chia sẻ, chị em mình chia sẻ lên luôn dùng nguyên đi. Comment mã này là mã tặng 25k nha. 25k và size 60 quay đầu. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Nha, lên luôn dưỡng mã này. Comment mã nắp. HC 57 quay đầu 15k. 57kg quay đầu 15k. Chốt lên mã chân váy. Con này đang chạy 79.000. Chân váy xếp ly và size trẻ mình 50 quay đầu. Chân váy xếp ly chốt lên 49k. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng sơ mi. Tặng sơ mi size 10 45k. Liệu còn giá nào để sale đâu? Thế 25 đây. 25. 25 cho thanh hồng. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã sơ mi. Size này dành cho những chị em mình à. 55 đổ về. 39k luôn. Hàng hàng công ty nè. Hàng công ty. Nha, con này mới thật sự xả ra không, thực sự không biết mua cái hàng gì luôn. Con đảm bảo là không biết là mua hàng gì luôn. Chốt mã 15 áo nam. 39k luôn. 15 áo nam, một cái sắc nách. Một cái có tay size 57. Nha, chị nào lấy 15 lên 15. Lên 15 luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dùng mã tặng quần riêng. Cái này dặn chị em mình nhìn coi dạng này. 50kg chị em mình quay đầu chị em mình chút đẹp. Dạng xe đấy. Chốt lên luôn dùng mã này là mã riêng. Tặng 55k luôn riêng. Chị nào lấy 55k riêng lên 55k riêng luôn dùng nguyên. Toàn bộ cái này hàng bom hàng xả đấy. 15 cho kim tinh lên. 15 nào đấy? Đen hay cam? Hai con luôn á chị. Hai con luôn, vừa đen vừa cam. Vừa đen vừa cam. Đây nè. Con này nguyên báo là 65kg đổ về. Hàng này hàng phôm bự nè. Hôm bữa tranh nhau mã này xe 43.000 nha. 65kg nguyên báo phôm to. Mà cô này đến số mấy ký rồi? Với số 2kg. Bảo là cái này rộng, không nhận hàng. Chốt lên luôn dùng nguyên 39k luôn dùng nguyên nhé. Không còn giá sale nữa đâu chị em mà nói. Một con thun Thái này. Tới 65 đổ về.
đang luôn dùng mã thái tím nè. Hôm bữa tranh nhau mấy con này hết sần sần xanh, thái tím nè, thái xanh nè, size 65 đổ về mang phôn rộng phủ mông dấu quần nhá. Thái tím, thái xanh, chị nào lấy thái lên thái luôn dùng nguyên thái tím, thái xanh. Sơ mi cho chị Thúy Trinh đặt. Ủa Thanh Hồng rồi. Đây còn nè, con cái con một kem nè. Sơ mi một kem nữa nè. Sơ mi một kem, cái này size M nè. 39k luôn, 55 độ về. Ở đâu ra được cái con này, giá hàng của nó đảm bảo luôn. Từ khi hàng bom hàng xả thôi. Rồi lên luôn dùng nguyên mã 39k sơ mi kem. Rồi lên luôn dùng mã thái, thái xanh, thái tím. 39k luôn. Tay này chị em mình để 65 độ về. Hàng này nó thật sale giá này mà còn bơm nữa thì thôi. Gì? Rim đen, đen. Cái gì đen? Rim đen. Hả? Rim, còn rim. Còn rim đen thả xuống là phải. À đây 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 đây. 55k. 55k. Rồi chốt lên luôn dùng mã thái, thái xanh, thái tím. Comment lên mã thái xanh, thái tím. 39k. Đây còn con nữa nè. Trời ơi con này chắc nó đã nè. Phải đúng con này tranh nhau không chị em mình ơi? Để đúng con này tranh nhau không? Tới 65 đổ về. Comment lên mã chữ tím luôn dùng nguyên nhé. Chữ tím. Có chị ơi. Tím cho Thanh Trung. Tím cho Thanh Trung. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên nè. Thái xanh nè. À, chữ tím chị Bích Thuận chia sẻ lên luôn dùm em nhé. CS chị ơi không vừa đâu. CS không vừa đâu. Rồi lên mã thái. Thái xanh, thái xanh này. Mỗi trẻ mình vô xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Thái xanh này. Ai lấy thái xanh lên thái xanh. Bộ nam nữa nè. Trời ơi bộ này bộ 3D 59.000 đó trẻ mình nè. Size này 55 đổ về. Chúc mã 3D 49 luôn. Size 55 đổ về. Comment mã 3D. Ai lấy mã 3D lên mã 3D luôn dùng nguyên nhé. 3D 49k 3D nhá. Cái này đang chạy trẻ mình 59k nè. Hàng 3D nhá. Chị nào lấy mã này mã 3D 49 được một con, hai con và toàn bộ là size M. Size 55 đổ về. 49k 3D trắng. 49k 3D xanh đen. Size 55 đổ về hết nhá. Chị nào lấy 3D lên 3D luôn dùng nguyên nhá. Sơ mi đen ở đâu ra trời? Ê. Sơ mi cho chị Hướng Dương. Phải nâu đâu, sơ mi nó sơ mi kem đấy chị ơi. 3D cho chị Út Văn. 3D cho Úc Văn. Trần Thị Hồng Liên không chia sẻ. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nhé. Ê cái con này xả này biết mang con gì trời. Con này mà bơm ra thì biết mang con gì. Ta trẻ mình 60 đổ về. Chốt mã 50 luôn. 60 đổ về lên luôn dùng mã dây vàng 50. Các em mã dây vàng 50 được một bộ. Ai lấy dây vàng 50. Dây vàng, dây hồng. Bò sữa nè. À quên, mèo sữa nè. 50k nhá, chị nào lấy dây lên dây. Dây cho Ly Ly. Út Văn cho hai bộ luôn đi. Rồi dây vàng cho Ly Ly. Lên mã dây hồng. Dây hồng 50 luôn. Comment mã dây hồng 50, chị nào lấy dây hồng lên dây hồng luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình chia sẻ mạnh tay view nãy giờ chưa lên view nữa luôn. Chốt lên mã dây hồng 50. Dây hồng 50. Chị nào lấy dây hồng 50 lên dây hồng 50 luôn dùng nguyên. Thái cam 39k luôn. Trời ơi ơi, size 65 đổ về. Còn dây hồng hết 3D rồi. Hết 3D, dây hồng cho Trang Thùy Kính. Trang Thùy Kính. Comment lên mã thái cam, chúc thái cam. Rồi lên luôn dùng mã tặng áo nam. Con này chắc bao sướng luôn nè. Nhưng mà con này nam nữ gì mang cũng được hết, size 60 đổ về là chúc đẹp. Con này nam nữ gì mang cũng được hết, con này lên phôn đẹp lắm chị em mình nè. Lên mã vàng 39 luôn, chắc bao đã luôn. Vàng 39. Dạ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chị ơi, Bích Thuận chia sẻ lên luôn dùm em, Xuân Hiếu cũng chia sẻ luôn. Hồng 50 hết. Thôi cái này chị nào cứ chia sẻ chốt nhé, chị nào không chia sẻ bỏ qua đi. Trời bộ này. Chị nào không chia sẻ bỏ qua đi nha. Chốt lên cho chị nào chia sẻ. Sai gì đây? Sai L. Ủa sao cái chị này chỉ hai gì? Người ta tranh nhau chứ phải đâu. Mà chị Duyên chỉ 62 cái gì mang vi vu thấy chưa? Là lý do.
Chút mã bộ 50 luôn, size 62 đổ về. Bộ này hàng hãng nè, tranh nhau khách tranh nhau đặt nha. Chị nào lấy cái này lên nhuận mã xanh 50, xanh 50 vàng 39 cho chị Thanh Trung. Chốt mã xanh 50 nhé. Bộ này là bộ hàng hãng, hàng khác của nó là 280.000 đó chị em mình này. 285 nha, lên luôn dụng mã này là mã 50. Chị nào lấy mã 50 lên mã 50. Đây, cả bò quần ring kim tuyến nữa nè. Quần ring kim tuyến size 50 đổ về. Chị em mình tặng người Duy Nguyên là chị em mình chốt đẹp hơn bữa trừ con này rồi nè. 26 nha. Chốt mã 79. Chị em mình tặng người Duy Nguyên là chốt đẹp con này nè. Lên luôn dụng mã ring kim tuyến con này bao đẹp, hôm bữa đã mang thử cho chị em mình xem rồi. Chốt lên luôn dụng mã này là mã ring kim tuyến 79k. Comment mã ring kim tuyến nhé chị nào. Ring kim tuyến, lên ring kim tuyến luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn dụng mã tặng chip luôn dùng nguyên 10 con. 59k nốt. 10 con nha. Lên luôn dụng mã này. Chốt mã chip. Lên mã chip nha. Size 55kg quay đầu là chị em mình chốt đẹp. Lên mã chip 10 con nhé, 59k luôn. Màu nó lộn xộn, lộn xa, lộn xộn trong này. Cái chip này đang lên chị em mình là 69.000 đấy. Lên mã, à quên, 69 này 75 này. 75 đúng không? 75, Quyên lên luôn cho chị em mình nốt luôn. 69, à quên, à đúng rồi, 59.000 luôn. 59.000 cho nó gọn. Chip cho ly ly, xanh nguyên hết. Chip cho ly ly, xanh nguyên hết. Ring hết. Ring hết. Hả? Chip cho Lily. À ring cho vỏ thấm. Lên mã gu. Size này là size 60 đổ về, hàng này đang chạy 69.000 nè. Đang chạy 69.000 con gu này nè. Lên mã 55, con này hết giá sale luôn. Đi nhập không bao giờ ra được cái giá hàng năm mấy chị em mình ơi. Nha, lên luôn cho chị em mình con này luôn. Mã gu này đang hot nè. Gu size 60 đổ về. Lên mã 55 gu. Ai lấy gu lên gu luôn dùng nguyên 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Gu 55 đổ về nha. Chào ơi. Đẹp chưa? Cái này là dạng hơi hơi giống dáng bơ mấy chị em mình thôi. Size 50 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Còn em mã tặng 49k. Dáng bơ là nguyên chạy 69k này. Con này lên tặng 49k luôn. Gu cho chị mùa chim én bay. Chốt mã này mã 50kg quay đầu. Giống dáng bơm và hàng nào chuẩn hàng Quảng Châu luôn nè. Nha, size 50-52 CM 50-52 nhá. Chốt mã 49k. Go em hết. Chip hết. Chip hết nhá. Hết go hết chip. Hết go hết chip 49k. Lên luôn dựng mã sát cánh tiên. Cánh tiên nhá. Lên mã cánh tiên. Size 52 đổ về. Cái mã này đang chạy 79.000 đúng không? Mã này đang chạy 79.000 đúng không? Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chốt mã cánh tiên. Mã này này thì cũng đang chạy vậy em, 79k đúng không? 49 chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Con này Quân lên luôn cho chị em mình con này luôn. 65k cánh tiên. Trời ơi. Chị nào lấy cánh tiên lên cánh tiên size S 52 đổ về. Hàng này hàng thiết kế đang đổi tỷ 125.000. Ai lấy cánh tiên lên mã cánh tiên luôn dùng nguyên nhá. Comment lên mã cánh tiên. Ui trời ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Mã này như mã tay rồi. Mã tay rồi đúng không? Tay rồi bỏ nhầm cho khách đúng không? Rồi ok. Lên luôn những mã tặng đi. Cái này dạng giống cái mã xịn hôm bữa bán vậy bằng 69k. Nhưng mà cái này dạng tay rồi. Đây nè. Dạng tay rồi như thế này. Có cả tay như thế này nhá chị em mình ơi. Sao gì đây? Size L, size 60 đổ về. Size 60 đổ về. Áo nắng mà hôm bữa hàng xịn ấy, hàng xịn chạy em anh làm 69k đấy. Lên luôn những mã này là mã 45 đi. Tay rồi nè. Tay rời nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã 45 tay rời. Comment mã tặng 45 tay rời. Tặng 45 tay rời. Chị nào lấy tặng 45 lên tặng 45. Cái này trong cái mã áo gia đình này. Trong cái mã áo gia đình này. Size 55 đổ về. Chốt mã 39k luôn. Nhầm, đang size 39 đúng không? Lên mã 29k luôn. Size 55 đổ về. Chốt mã 29k. Con này chắc cực kỳ sướng luôn. 29, chị nào lấy 29 lên 29.
Bộ này hôm bữa làm gì còn? Tầm 45 cho chị thôi. Lên mã 29 hình như con này bị lỗi xíu. Bà này bà điêu nè. Nghĩ đi rằng mình nhận hàng, mình gói hàng là anh chị không biết. Kể cả hàng gói hàng xếp hàng. Đúng không? Bữa hôm nó nói kiểm tra con này làm chi có nè. Bà này bà điêu đấy. Ừ, mở ra like làm chi có chuyện nó không thấy mà cái thằng xếp hàng nữa. Bà xé toạt đấy. Hai chín em hết rồi trời ơi. Coi cái tên nó có bì không bữa tên gì. Cái bì nãy tên gì. Để ấy cái chị khách này đi. Bữa sau rút kinh nghiệm đừng có ấy. Thế mã 29 là cái áo này nè. Chị kia điêu rồi. Ờ à, không chia sẻ chị ơi. Không chia sẻ, không chốt nha. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng nam. Trời ơi con này chắc sướng luôn với chị em mình ơi. Chắc đã luôn. Xe 65 độ về. Con này lên chị em mình 55k luôn. Chị nào lấy mã tặng nam. Xe 65 độ về. Bỏ để tên nó tên kia. Mà Nguyên biết hôm bữa là ấy rồi. Nguyên đã thấy nghi ngờ rồi. Rồi lên mã tặng nam đen. À cái này cả bộ này. Bộ nam đen size 57kg quay đầu. Cái quần của cái đai á. Cái gì đâu? Đó. Ra. Thì nó đạp không được. Ở đâu? À đây. Rồi bán tặng cái set này đi. Bán tặng cái set này đi. Đi đạp cái đai lại dùng nguyên nhé. Rồi lên luôn những mã tặng set. Bộ cái này chị em mình đạp lại cái đai luôn dùng nguyên. Đạp lại cái đai dùng nguyên nhé. Lên bán tặng luôn cho chị em mình nguyên bộ này nè. 29.000. Size 57 quay đầu. Cái này dễ mình đi ra đạp cái đai là bao nhiêu tiền? 5.000. Nha, lên mã tặng 29. Chị nào lấy tặng 29 size 57. Tặng 29 size 57. Chị ơi, bộ nam ấy, bộ nam cho chị Trang Phạm 29k đi. Chị ơi, chia sẻ hội nhóm nó không hiện người chia sẻ. Chia sẻ công khai về trang cá nhân. Giờ hội nhóm, các hội nhóm giờ toàn là sao là chị Út Văn. Giờ các hội nhóm toàn bộ là chị em mình phải đăng ký. Giờ chị em mình chia sẻ là nhiều khi nó đâu có duyệt. Các hội nhóm lớn giờ đăng ký ấy. Đấy nó không duyệt đâu. Trang Phạm rồi. Ờ Trang Phạm rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên con quần nè. Size này là size cho dẻ mà 55 độ về. Mã này đang chạy 69k đúng không? Lên mã tặng 55k luôn. Quần u mì. Chốt mã quần u mì. Chỉ chốt lên cho chị nào chia sẻ cái đóng hàng bom, chỉ chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Lên mã 25k trắng luôn. Comment mã 25k trắng size 60 đổ về. 25k trắng, 25k đen. Mã này nó thật sự 30k không có hàng ấy. Size 60 đổ về. Chốt mã 30. Ông quên 25 trắng, 25 đen. 25 trắng, 25 đen. Tặng cái mã nào chị ơi. Set em hết nhé. Áo chống nắng dài em đang sale em mình 89.000. 29.000 chị chốt lên cho chị nào chia sẻ. Lên mã 25 trắng, 25 đen. Chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Và chị em anh xác định mua hàng. Xác định mua hàng thì chốt thêm cái gì để cho người ta đi đơn chứ không gom tới gom lui. Nhà nguyên toàn bộ chỉ cho khách gom đúng 2 like thôi. Thêm like trưa gom thêm like tối. Like tối gom thêm like trưa nữa là đi đơn nha. Lưu ý luôn chị Nguyên. Nha. Ô mì cho Trang Lê. 25 trắng đen luôn cho chị Trần Thị Hồng Liên. Hết 25 nhá. Chị có sơ mi đây dạ. Comment gì không hiểu chưa? Lên luôn dùng mã thái xanh 39k luôn. Thái xanh 39. Thái xanh 39. Chị nào lấy thái xanh 39 lên thái xanh 39k luôn dùng nguyên nhé. Thái xanh 39. Những cái mã này Nguyên chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Xe 48 đổ về. Rồi lên luôn dùng mã này. 48kg đổ về là chị em mình chốt. Lên mã này là mã 55k luôn. Huyền cái này cái bì mới vừa tháo tên gì. Bà này lại điêu rồi. Giặt rồi mà đổi. Giặt rồi mà đi đổi. Tên gì hồi nãy không để ý. Cái mã hồi nãy giặt rồi mà đổi đấy. Còn cái đống này là bên nhà Nguyên khui hàng bom nè. Hàng hoàn hết. Mà nhiều chị giặt rồi mà đổ thì làm sao người ta bán được.
bó tay luôn rồi. Nhà Nguyên cho đổi nhưng mà chị mình phải hiểu ý chứ. Làm sao mà mình đã đi giặt một con quần đi giặt rồi mà đổi về cho người ta thì người ta làm cái gì đã? Ý thức không biết để đâu. Rồi lên luôn dùng cái này. Cái mã này đang chạy cho dạy mình 119.000. 119.000, con này hàng xịn luôn dùng Nguyên nhé. Túi trong này. Dạy mình nhìn đi. Hai túi trong to bự và kèm luôn cho dạy mình khóa kéo. Lên luôn dùng mã này. Chốt mã khoác xịn luôn dùng Nguyên. Comment mã này là mã 119 luôn, đang sale là 139.000. Lên mã 119. Chị nào lấy mã 119 lên mã 119 luôn dùng Nguyên. Điêu, chị kia là điêu không biết rồi. Chứ không thể nào like cũng phát hiện được. Và hàng cô cũng kích hàng đấy, mỗi lần có cái vấn đề gì lăn keo không. Rồi lên luôn những mã này là mã 119, con này bao đẹp luôn. Chốt lên mã khoác 119. Sao trẻ mình 55 độ về là trẻ mình chốt đẹp. Khoác 119 nha, ai lấy khoác 119 nên khoác 119 luôn dùng Nguyên. Dạ. Thì đấy, nhà Nguyên bù được cái nhiều vậy khách trẻ mình nghĩ gì. Nguyên mới vừa nghe, nghe toàn là mùi dầu xả không. Đổi, giặt rồi mà đem đi đổi. Lên mã 119. Ba đê qua rồi. Lên mã 119 luôn dùng Nguyên. Nhiều chị rất là kỳ. Không suy nghĩ cái gì luôn. Quần kim tuyến luôn dùng Nguyên nè. Size 6 luôn. Trời ơi. Chị em mình tặng người như Nguyên mà chị em mình chúc đẹp hôm bữa đã mang cho chị em mình con này rồi. Nha. Chốt mã 79, con này hết giá sale rồi nè. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nhé. Chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua. Rồi lên luôn dùng cái này. Mã này là mã 8 lắc, à quên, lộn này. Mã này là mã 79 lon. Lên mã 69 luôn, xây 60 độ về. Cái này gửi nhầm cho khách, khách đặt lẫn mà à, gửi đùi nha. Lên mã 69k, chị nào lấy mã lon 69, chị chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Tối nay rất là nhiều set đẹp nên là chị em mình tranh thủ. Rồi nhá. 79. Nhà Nguyên cho hàng khách đổi cũng phải là. Thì nhiều chị cũng suy nghĩ rồi, nhiều chị ví dụ để đổi ví dụ về Nguyên bán lại được chứ còn chị em mình giữ lại. Nó không được cũng phí. Bỏ tiền ra mà không được cũng phí là cho đổi hết. Mà đổi kiểu đó thì thôi. Ờ Trần Thị Hồng Liên rồi. À đợi xếp mặt lâu kìa. Rồi ok, lên xếp đăng mang. Để con lên xếp luôn cho dễ mình luôn. Nguyên còn rất là ít. Chia sĩ xong thì Nguyên còn tầm khoảng gần 50 xếp không có nhiều. Chia sĩ xong gần còn gần 50 xếp không có nhiều. Cái này đang hó xe chị em mà để số 2kg vẫn mang ok. Mang con này giống như chị em mình không mang đồ luôn. Nha, riêng cái này mang đồ giống cái này dặn quần nhé. Quần rộng như thế này nè, cái này đang hó. Đấy, lên luôn cho chị em mình mã này. Thế rồi em lên xếp em đang mang đây. Ok, đẹp, đẹp lắm. Cái này Nguyên nói thật sự nè. Nhờ chị em mình đi ra ngoài như Nguyên hồi nãy đấy. Mang cái áo này không mix với quần quần tay, mix với chân váy cũng đẹp. Chị em mình mang ở nhà, chị em mình đi chơi nhà nhà, chị em mình mang xếp nãy. À, chị em mình mix cái áo này với đi đi làm cũng đẹp nè. Chị em mình mix cái áo này phối lại quần tây mang đi làm cũng đẹp. Nói chung là cái này rất là tiện nha. Size 62 đổ về, Nguyên 50kg. Xếp đăng mặc ok. Cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn 93.000. Hàng này người ta bán như vậy mình, có chỗ người ta bán như vậy mình trăm mấy. 139, 125, nói chung là đủ các loại giá hết. Hàng xịn luôn dùng Nguyên nhá. Rồi lên luôn dùng mã xếp Nguyên đang mang này. Thấy 62 đổ về, có được cái từng này xếp và đợt này đợt cuối cùng. Đợt này là đợt cuối cùng. Cái này không lên trẻ mà là 93.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã này, mã 93. Không có cao giảm nhiều. Đơn lúc chiều, đi đơn rồi chị ơi. Đi đơn rồi, chị Bích Trâm Huỳnh à, gom đi. Chứ mai có thêm cái gì. Quần u mì làm chị có chị ơi. Quần u mì em hết rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã xếp hoa tím. Bộ lụa chị ơi, đẹp lắm. Nhẹ tên như là không mang đồ luôn, cái này đang hot mà. Bình thường chị em mình đi làm thì chị em mình nguyên cái áo này không, chị em mình mít quần tay cũng đẹp. Thế là rất là dễ mang. Chị nào lấy cái này luôn cho mã hoa tím luôn dùng nguyên 93. 93.000. Lụa nhé chị ơi. Quần này dài lắm. Lụa nhé. Sếp Quân đang mang cái gì Trang Phạm. Trang Phạm nhé.
Ai chưa có lên luôn dùng nguyên mã này, 93.000. Xét tím nha, hoa tím. Sao chị em là 62 quay đầu, chị em là chút đẹp. Cái này chị em không mua tiếp quá. Chị Dương thì Thu Hòa lấy chút đi. Chị nào đang chờ, từ từ áo khoác sau nhiêu tiền. Em đang sale 89k con, hai lớp hàng công ty nha, cho chị Hồ Hằng. Hồ Hằng nè, mùa chim én bay nè. Phận Nguyễn ở đâu em không thấy à? Phận Nguyễn em không thấy luôn. Không sai chị ơi, set nào không ai làm sai hết. Cho chị Dương Thị Thu Hà còn hai set. Dương Thị Thu Hà đẹp lắm. Dương Thị Thu Hà đã bị ẩn comment rồi nha. Ở Dương Thị Thu Hà có rồi. Từ từ chờ em xíu chị ơi, cho chị Hương Kim. Hương Kim rồi còn một set. Ai chưa có nữa lên. Còn một set hoa tím 93.000, rẻ quá. Nói thật sự luôn vậy em ơi. Hay chị em mình tranh thủ. Chị Hương Kim có rồi. Có xanh đen à? Không chị ơi, mua đi mọi người ơi, vừa sang vừa mát. Rồi em cảm ơn chị nhé. Dương Thị Thu Hà có rồi, còn set cuối cùng. Mã này còn một cái cuối cùng. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng mã 93k hoa tím. Hoa tím 93. Cái mã này còn có một cái này. Mã hồng này có còn đúng một cái này. Đây liền này. Hồng này còn đúng một cái này. Chị đứng này. Rồi cho chị, cho Trần Thị Thanh Nga và Kim Anh Đặng lại hết. 93.000. Cái này còn đúng mỗi một set. Thì cái này đóng sỉ rồi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã hồng. Nó thật sự mỗi set cái này, cái vải này giờ người ta đang làm ra, tại vì đang hot, người ta làm ra sơ mi nhiều, người ta làm sơ mi về tay ấy. Rồi lên những mã hồng 93, chị nào lấy hồng 93 lên hồng 93 này, chị em mình nhìn này. Không thấy hàng mai lộn xộn đâu nha. Quần này là quần siêu dài luôn, có túi nhá. Rồi chị nào lấy cái này luôn cho mã hồng 93 một set thôi, hồng 93 đúng một set hồng thôi. À, hồng cho chị mua chiếc máy bay có cả thôi. Cho chị mua chim én bay từ từ. Cái mã em đang mang cái này nè, Quân nói cái này chị em mình tranh thủ chốt. Quân lên xong cái mã Quân đang mang xong, Quân lên luôn cho chị em mình cái mã đằng sau. Siêu rẻ luôn, để Quân sạc cái pin cả nè. Nói chung là nhẹ tên đi, chị em mình không mang đồ. Hồng Nguyễn hết rồi. Nắm phía sau em sẽ lên luôn chị em mình, giá là 89.000 hai lớp dài. Bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn. Cái nào có một cái cho lên trước thì đây, cái này có một cái này, một hai cái gì đấy. Rồi lên luôn những mã này là mã xanh ngọc rồi. Một cái quần xanh ngọc, một cái quần đen. Rồi cái này còn hai. Quần xanh, chốt mã quần xanh 93. Quần xanh 93, trời ơi cái màu này đẹp. Cái này còn đúng một set. Set này một cái quần xanh y như thế này, một cái quần xanh, một cái quần đen nha. Chị nào lấy quần xanh chốt và chị nào lấy quần đen chốt luôn dùng nguyên. Bao đẹp luôn chị em mà nói. Trời ơi 93.000, chị em mình những phần quần. Xanh à? Xanh cho Nguyệt Ánh Nguyễn này. Rồi lên luôn dùng mã quần đen. Còn bộ hàng xịn xò 93 nha. Chốt mã này lên mã quần đen 93. 93 xe 62 quay đầu chị em mình chốt. Chị bé làm với Nguyên ấy, mông to mà mang cái này ok luôn. Đợt này cái quần nó đẹp hơn cả đợt hàng trước luôn nè. Nhá, chị nào lấy cái này luôn chung mã quần đen, quần xanh em hết. Quần đen đi chị em mà nói. Chị nào lấy quần đen lên quần đen luôn dùng nguyên 93.000. Còn một cái y kiểu luôn ấy. Y kiểu luôn mà quần đen thôi. Y kiểu thôi nhưng mà quần đen. Chị nào lấy cái này luôn mã quần đen, những cái set này đang hot và đợt này về là đợt cuối cùng. Đợt này là cuối cùng. Chị nào chưa có cái này lên chung mã quần đen. Quần đen. Rồi lên luôn dùng mã này là mã hoa hồng. Đẹp chưa? Mấy cái họa tiết này lên sang lắm chị em mà nói. Đang hot mà. Đang hot mà. Rồi lên luôn dùng mã hoa hồng. Chào ơi. Lên mã hoa hồng. Con quần này nó dày lắm chị em à nha. Được chưa? Nè. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã hoa hồng 93. Hoa hồng 93. Hoa hồng cho chị Thanh Hồng. Gu của em là màu hồng đấy. Hoa hồng của Nguyệt Ánh Nguyễn. Hoa hồng của Hương Hà. Thanh Hồng, Nguyệt Ánh Nguyễn, Hương Hà. Hương Hà. Rồi ai chưa có hoa hồng lên hoa hồng luôn dùng nguyên nhé. Quần đen em hết rồi. Quần đen còn quần đen hoa hồng được không chị ơi? Chị lấy quần đen hoa hồng lên quần đen hoa hồng luôn dùng nguyên nhá, bao đẹp luôn chị em mình ơi. Tranh thủ mà mua đi vì cái này đợt cuối cùng rồi. Tối nay có rất là nhiều set đẹp. Có cả quần nam, quần đồ nữa. Chị ơi 62 cái đổ về chị em mình chút đẹp chị em mình nhìn. Nhà tên nhà chị em không ăn đồ luôn ấy. Đấy chị nào lấy cái này lên mã hoa hồng luôn dùng nguyên 93. À, cái gì đó chị Thanh Yên ơi. Ai lấy mã hoa hồng lên mã hoa hồng luôn dùng nguyên nhá. Hoa hồng 93. Cho nguyên mã nào nữa? Mã này có quần đen à. Rồi lên luôn dùng mã hoa xanh. Hoa xanh này quần xanh ngọc nhé. Hoa xanh quần xanh ngọc.
Chị nào lấy hoa xanh lên hoa xanh, chị em mình xem like tương tác lên luôn dùng Nguyên nhé. Xong cái mã nào cũng sẽ lên bán tặng luôn cho chị em mình áo chống nắng hai lớp. Rồi lên mã xanh ngọc. Xanh ngọc được 2. Ai lấy xanh ngọc lên xanh ngọc sang xịn. Sang xịn rẻ. Cảm ơn mã xanh ngọc được 2. Chúc lên xanh ngọc được 2. À, quần xanh em hết rồi. Em không lên đồ bé cho chị Hương Hà hoa xanh. Em không lên đồ bé chị ơi. Tối nay em không lên đồ bé nhé. Hôm nào mà chị em mình cao hứng lắm. Đông chị coi mà hàng bé chứ còn hôm nào cũng thấy để ý lên hàng hàng bé lai đã mệt. Nhưng mà thấy đứng đơ đơ miết nên làm biến lắm. Nha. Trai. Tiên Khánh Ly. Ok. Hết hoa xanh. Rồi lên luôn những mã hình đen. Hình này sang. Hình con hươu. Cảm ơn mã hươu luôn dùng Nguyên nhé. Chốt hươu luôn dùng Nguyên. Nó rồi xỉ xong rồi còn tầm khoảng 50 set chứ mấy. À, cái này sang. Này sang này. Rồi lên luôn những mã hươu xanh ngọc hết chị Thi Vũ ơi. Hết xanh ngọc rồi. Hết xanh ngọc rồi. Lên luôn những mã này là mã hươu được 2. Hươu được 2. Ai lấy hươu lên hươu dùng Nguyên nhé. Bao đẹp luôn. Hươu được 2. Chị nào lấy hươu lên hươu dùng Nguyên nhé. Hươu, hươu, hươu. Ai lấy hươu chút hươu. Bên kia là quần hà. Quần hồng à. Hoa hồng quần hồng à. Hoa quần đen bên này có nè này. Hoa quần đen còn nè. Hồng đen còn này. Rồi nhá, chị nào lấy hươu lên hươu được 2. Hươu nha, màu xanh hết rồi. Xanh ngọc hết rồi. Không có chị ơi. Rồi lên luôn dùng mã hươu. Màu nó quần gì ấy. Hươu chị mua chim bán bay. Mua chim bán bay. Rồi lên mã quần hồng được 2. Quần hồng được 2. 3. Quần hồng được 3. Cho chị mua chim bán bay hươu. Quần hồng được 3. Chị nào lấy quần hồng lên quần hồng. 3 cái quần hồng. 3 set quần hồng với giá 93.000 và toàn bộ hàng có túi nhé. Lên mã quần hồng. Chị nào lấy mã quần hồng lên mã quần hồng được 2. Quần hồng được 3. Ừ đẹp quá. Quần hồng được 3. Chị nào lấy quần hồng lên quần hồng luôn dùng nhé. Bao đẹp luôn. Quên nó rồi. Trai. Nguyệt Ánh Nguyễn. Chị Thi Vũ không chị ơi. Chị Thi Vũ không được xanh ngọc đúng không? Chị Thi Vũ không được xanh ngọc nha. Rồi nha, chị nào lấy mã này lên mã quần hồng luôn dùng Nguyên. Quần hồng của Trang Phạm. Trang Phạm rồi còn một quần hồng. Ai chưa có quần hồng lên quần hồng luôn dùng Nguyên nhé. Ta à, 93.000 một set bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn. Rồi ai chưa có lên quần hồng, quần vàng. Cái quần vàng. Lên mã quần vàng luôn dùng Nguyên nhé. Chị em mình từ 45 tới 62 là chị em mình chốt đẹp. Mang được hết, nguyên 50kg này. À, khách nhà nguyên 62 cái vẫn mang ok. Toàn bộ là hàng may kỹ hết chị em mình nhé. Rồi lên luôn cái này, hàng này là hàng đang hot. Và toàn bộ túi có, à, quần có túi hết. Chị nào lấy cái này lên mã quần vàng. Quần vàng 83. Quệ lộn 93. Quần ok hết quần hồng. Lên mã quần vàng đi chị em mình ơi. Không việc cái quần đi cho nó dễ. Chị nào lấy mã quần vàng lên mã quần vàng luôn dùng Nguyên nhé. Quần vàng, quần vàng, quần hồng hết. Quần vàng đi. Quần vàng cho chị Dương Thị Thu Hà. Dương Thị Thu Hà. Rồi ai chưa có quần vàng nữa lên quần vàng. Quần vàng nhé. Còn màu gì đâu. Quần vàng. Bên kia kìa. Bên kia có hai cái kìa. Bên kia có hai cái nó à, đó. Rồi lên luôn dùng mã ô luôn dùng Nguyên là hết. Quần vàng, mã ô, mã lá. Chị nào lấy quần vàng lên quần vàng đi nha. Quần hồng em hết rồi. Lên quần vàng thôi. 93.000 chị ơi. Nha, xong cái mã này lên bán tặng luôn cho chị em mình cái nắng phía sau chị em mình tranh thủ. Quần hồng còn rồi. Hả? Quần hồng còn rồi. Rồi nha, chốt lên luôn dùng mã ô luôn dùng Nguyên. Đứng đây rồi Hiền ơi. Hiền coi có bị đứng không? Chà ơi. Quần vàng Lam Y có rồi. Rồi lên mã ô, mã này sang này. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã ô luôn dùng Nguyên nhé. Ô luôn dùng Nguyên nè. Ô 93 còn được 2. Ai lấy ô 93 à quên. Ô 93 được 2. Chị nào lấy ô lên ô luôn dùng Nguyên nhé. Ô ô ô. Ô vô nguyên. Rồi qua mã nhé. Qua mã chị nào chưa có thì lấy. À, tiếp cái mã áo đằng sau Nguyên, Nguyên treo à, hình như là. Hình như là. Ô cho Trang Phạm. Xanh đen mình thấy luôn rồi hả. Ở kia không còn xanh đen à. Chứ không còn xanh đen à. Rồi ba tông màu cái mã này. Size 60 đổ về là chị em mình có size. Mà Nguyên nói là lên set này bao rẻ. Nhiều khách lên nhà bảo là chị không có ý định mua áo nắng dài đâu. Mà tự nhiên thấy treo hở lên là 90.000.
Rồi phát luôn, mặc luôn hai cái luôn. Thì không định mua, lên nhà không định mua đồ bé thôi. Thấy áo nắng dài, chị mình tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Thấy nắng dài nên là phát luôn cả hai con. Rồi nha. Lên cái mã này chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Ô Lâm yên hết rồi. Con tương đó thôi. Từ 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 từ. Trang Nguyễn, bộ em mặc có 62 kg. Nhưng mà thấy này hết rồi, còn mã quần hồng thôi. Con mã quần à quên, mã quần đen và mã lá này nữa nè. Lá này cũng quần đen. Mã lá này cũng quần đen. Là hết. Mã hình chiếc lá này quần đen. Đẹp lắm chị em mình ơi, không tranh thủ mua cái này tiếc lắm luôn ấy. Bên cái máy này nó không hiện hiện comment ô đấy. Ừ ô đấy. Có hai ô chứ may mà chút. Bên máy này Nguyên không đọc được comment nữa rồi. Lai hội lẫn đứng đơ. Đấy, của Hiền được không? Thế thôi Hiền coi nha. Có hai cái chứ mấy. Lên mã lá dùm Nguyên nha. Chị nào lấy lá lên lá dùm Nguyên. Lá 93. Quần vàng, còn lá và quần vàng. Lá và quần vàng. Lá cho Châu Nguyễn. Châu Nguyễn. Phát đi, phát tới đi chị em mình ơi. Bao đẹp luôn. Phát tới đi nha. Đấy, Nguyên đọc comment đi chứ máy Nguyên không đọc được comment luôn rồi. Nó đứng đơ luôn rồi. Ờ, ba con lá này. Ba con lá này. Ba con lá rồi. À, lên nó cái tết này đã. Cái này đẹp đã nè. Cái này đẹp lên nó đã nè. Tết này đẹp lên nót luôn cho chị em mình cái đã nè. Tương tác lên luôn dùng Nguyên đi quý vị ơi. Đi đâu? Đi đâu mà? Sầu luôn ý. Không thấy gì luôn Hiền ơi. Chịu sầu. À đúng rồi. Vô trên mô ý. Trên mô có khi không bị ảnh. Vô trên mô nè. Con mã quần vàng đẹp ấy chị em hồi này. Nam Yên không có. Ship vợ ơi. Ship tùy. Lá chị Châu Giang có rồi đúng không? Ô Thanh Niên có rồi đúng không? Trời ơi. Trời ơi, cái này được có từng này cái thôi. Không được từng này không? Chị em mình nhìn đi. Nhìn Dũng Nguyên đi, có tông tàu miệng và toàn bộ chữ nổi nha. Là cái đồ kim phu. Sao này chị em mình 64. Nha, lên luôn Dũng Nguyên cái mã này chị em mình nhanh tay nè. Comment mã này là mã xét chữ nổi đi. Chữ nổi dùng nguyên 64. Cái này của nó là dòng cốt tông tàu theo toàn bộ đây này. Á quên, chữ nổi hết. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Xây 60 đổ về là chị em mình chốt ok. Nha, không lên luôn chị em mình mã này. Lên luôn dùng mã phối. Lên mã phối nhá. Lên luôn cho chị em mình là. Từ từ, chị có ô không kìa? Ship tùy chợ đi tỉnh là 30. Nội thành Đà Nẵng là 15. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 83.000 luôn. Đẹp lắm chị em mình ơi, chắc bao đã luôn. Được ra chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã phối. Chốt lên phối luôn dùng nguyên nha. Hồng thắm đặn là không đúng không? Ô chị lưng cửa có không? Ô hết chị ơi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chữ nổi luôn dùng nguyên nha. 83.000 xây 60 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Toàn bộ cái này là cốt tông tàu mình đẹp lắm chị em mình ơi. Này chị em mình nhìn. Toàn bộ là hàng cốt tông tàu nhé, không phải hàng khô hàng thô đâu. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã phối. Có từng này con phối thôi nè. 83.000 nhá. Sắp được từng này xét phối. Ai lấy phối lên phối luôn dùng nguyên nhá. Cái chị ai cũng ship bao nhiêu trời. Thấy không? Mà rắn nổi bên này nó bị lộn à. Cái điện thoại bắt chán luôn ý. À, em hết rồi. Lam Uyên nè. Rồi ai chưa có chữ nổi lên chữ nổi luôn dùng nguyên đấy. Chữ nổi lên luôn chị em mình 83.000 chữ nổi. Thì không đọc được comment gì hết ấy. Chán chưa? Thì đọc được hết đúng không? À, Trần Thị Hồng Liên. Ok. Nha. Phối Trần Thị Hồng Liên luôn. Quay nãy nó nhảy loạn xạ luôn. Rồi lên cái mã này. Lên mã này nhá. Còn được đúng 3 màu thôi. Mã này còn được đúng 3 màu. Giống như nói chuyện mình rồi. Không đọc được cái gì hết. Nam Yên có rồi, do mạng à. Không, em dùng cái Facebook của em là em không đọc được comment luôn. Trần Thị Hồng Liên gọi
Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này đi. Không đi đâu gặp cái mã này người ta bán như vậy mình giá 89.000. Hẳn là hàng hai lớp. Còn ít hồi xưa chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Chị em nhìn nè, hàng hai lớp phải một lớp nhé. Ráng chia sẻ. Mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 89.000 của nó rồi. Khách nhà Nguyên lên nhà ý định là mua hàng bé xong thấy treo chưa là xong treo này. Phát luôn hai con chị bảo là ta là lên ta không định mua cái này đi. Mà thấy rẻ quá, thấy đẹp quá. Phát luôn hẳn hai con. Nhà Nguyên lên luôn chị em mình mã này. 89.000 hai lớp nhé, có ba tông màu. Size 55 đổ về dễ mình lấy size L. 60kg đổ về là dễ mình lấy size XL. 89.000 cơ hội. Quá là rẻ con này. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã màu. Con đọc luôn cho chị em mình cắt màu luôn. 55 đổ về đọc lại nè. 55 đổ về là chị em mình lấy size L. 60 đổ về là chị em mình lấy size XL. Chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. View kém quá. View kém quá. Trâm Phan à? Chia sẻ phát nữa đây này. Từ từ chia sẻ phát nữa đây chị em mình á. Cái chán quá mà lại không đọc được comment nữa. Comment này giờ bao nhiêu người coi ra không biết luôn. Rồi lên luôn Dũng nè. Nguyên lên luôn cho trẻ mình luôn. 89k. Hẳn là hàng hai lớp dài nhá. Trời ơi, hai lớp phải một lớp nhá. Được cho cái này thì Nguyên mang tới mắt cá chân nè. Nguyên 1m54 là mang đến mắt cá chân nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Ôi view càng lên càng tuột thế. Trời ơi, 89k luôn dùng Nguyên nhá. 46 cái gì lấy size L được. Nói chung là 55kg quay đầu trẻ mình lấy size L. 60 quay đầu là chị em mình lấy size L. Hiện tại còn 3 tông màu. Nhau còn màu hồng đậm, màu xanh biển và màu xanh cổ Việt. À lộ, màu xanh đậu. 3 tông màu với giá lên luôn chị em mình 89.000 hãng hàng 2 lớp nhé. Không phải hàng 1 lớp. Nên là chị em mình tranh thủ nha. 3 tông màu này thôi. Ai chưa có thì lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 89k nha. Đầy đủ size số. À quên, 2 size L và XL thôi. 55 quay đầu và 60 quay đầu chị em mình chốt. Nhớ chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã 89 kèm size. Kèm size kèm màu. À vẫn một đứa chưa chốt được mà. Ai? À vẫn. Thì lên đi. Chốt đi. Chào ơi, bị gì rồi ta? Cái chén này làm sao mà chốt đơn? Mà xanh đầu thôi, không có xanh đen. Mà hiền thì á. Làm chi có xanh đen chị ơi? Em lên giờ hiện tại em còn mỗi 3 màu thôi nè. Đọc lại cho chị em mình nè. Màu xanh cổ Việt. Màu hồng. Xanh biển, không có xanh đen nhé. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Chị nào chưa có thì lên thôi nha. Chị nào chưa có thì lên tranh thủ mang luôn chị em mình một màu nữa thôi qua mã nhé. Mang đúng một màu nữa qua mã. Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên cái này. Rồi nha, mang thử một màu nữa thôi. Mang màu hồng nhé. Chị em mình lên xanh thì lên rõ là xanh gì. Hai lớn hết nha. Chị nào lấy xanh thì lên hẳn là màu xanh gì. 67 bị ngắn chị ơi. Mấy 67 bị ngắn đó chị, cho chị Phương Nguyễn là xanh Việt size L nè. Phương Nguyễn nhiều người. Xanh đậu đấy. Xanh đậu size L, trời ơi 89k mà bỏ qua con này phí quá chị em mình ơi. Phi chán quá. Trăng thì có rồi. Cho chị Ngọc Huyền hình thị hai cái xanh hai màu khác nhau. Xanh đậu cho Trang Thùy. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Bao rẻ và bao đẹp luôn. Ráng chia sẻ mạnh tay đi chị em mình ơi. Tiêu chi càng ngày nó càng kém thế này. Mà Nguyên thì Nguyên không đọc được comment luôn. Phải dùng cái máy khác, cái máy này chịu luôn rồi. Rồi chốt lên luôn dùng Nguyên. Để nhắn anh Tình, để vô cái Facebook anh Tình thử. Đọc được comment không? Nhiều set đẹp lắm mà view cánh kén kén này làm biến lắm luôn ấy chị em mình ơi. Ráng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng Nguyên nhé. Nha lên luôn dùng mã này. Màu này là màu hồng đậm. Ba tông màu thôi. Hồng đậm, xanh đậu và xanh biển. Hai lớp hết nha, phải một lớp đâu. Mà lên luôn chị em mình ngày bao rẻ luôn rồi. 89k con. Hẳn là hai lớp dài. Chị ngoãn nhiều chị á, mua ở ngoài người ta bán cho chị em tới đây nè. Đi xong mang con áo này xong phải mang thêm một cái quài chống nắng nữa, thêm một cái chùm chăn nữa. Trời ơi nha,
Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên đi. 89k con. Qua mã nhá, qua mã đi. Chị em mình xem like chị khó tương tác lên đi chị em mình. Chuyên thì chán quá chả muốn like luôn á. Như thế nào chả muốn like luôn á. Vì đứng nữa, không đọc được comment nữa. Nhà ai chưa có thì lên, có 55 view ấy. Có rồi chưa? Không đặng chứ thì Trần thì Hồng Liên rồi. Có chị Bảo Vương, Bảo Vương CL. Bảo Vương CL. Bảo Vương CL chưa? Rồi ok, qua đi chị em mình nhé. Ai có thì Huyền Huyền đặt đi. Rồi lên tiếp luôn cho chị em mình bán nè. Cái này luôn. Giờ nó đen thui rồi. Hết. Đen thui à? Nó tôi chết mà nó bắt ra rồi. Nó ao ra rồi, giờ nó đen thui rồi. Thì ao ra thì vô lại thử. Ông cũng đọc được comment, à, đọc được tin nhắn mà anh chị không có trả lời. Có được chưa? Được. Từ từ đến vô Facebook chương trình rồi. Người ta có bị ẩn không? Của mình cứ bị ẩn comment đi ta. Ai chốt đơn kèm luôn, khách mới thì kèm luôn cả thông tin luôn dùng Nguyên nha. Chị Lam Uyên ơi chia sẻ lên luôn giùm em lại nha. Nguyệt Lê cũng chia sẻ luôn giùm Nguyên. Nắng ngắn có chị ở 69k. Anh sao không gửi cái vay vội mặt khảo đó sai rồi. Có vô được đâu. Mặt khảo Facebook mình cũng nhớ luôn. Rồi lên bán tặng cho chị em mình mã nè. Cái này cũng còn đúng từng này. Đúng giá bán tặng. Chị chốt lên cho chị chia sẻ. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Hàng là chuẩn hàng công ty luôn giùm Nguyên nè. Chuẩn hàng công ty này cũng được đúng một cọc thôi. Thì coi được Nguyễn. Rồi ok. Thế Nguyên qua nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Đúng một cọc thôi. Chị nào chia sẻ chốt. Chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Áo polo nam. Ủa. Màu trắng còn mỗi một size á. Trắng này còn mỗi một size thôi. Áo polo nam hàng công ty nha chị em mình ơi. Nha, size 55 đổ về. Cái này riêng cái này còn size S thôi. Size dưới 55 nha chị em mình ơi. Nha, lên luôn những mã này. Hàng công ty nha chị em mình từ túi tiết luôn vừa Nguyên này. Hiện tại cái size S này Nguyên đang còn. Áo quần màu trắng này còn mỗi size S thôi. Lên luôn dùng nguyên cái mã này nhá. Polo nam CS C55 đổ về là trẻ mình chút đẹp. Nha, toàn bộ này. Theo hết này, theo phần tay này, theo phần ngực này. Nắng ngắn của em á là 69k cũng hàng hai lớp chứ. Nắng ngắn cũng hàng hai lớp. Để chị cái màu xanh của Việt ai đây kìa. À vẫn. Lên size đi chị. Chị kèm size luôn cho em đi. Ừ, 55kg quay đầu là trẻ mình lấy CL. 60kg đổ về trẻ mình lấy CL. Và hẳn là nắng dài nhá. Toàn bộ là hai lớp. Bao rẻ luôn. Rồi lên luôn những mã này. Chốt mã này là mã tầng à. 45k nốt đi. 45k size 55 đổ về. Toàn bộ là theo cái này polo hàng công ty nhá. Ai lấy cái này lên luôn những mã tặng 45k toàn bộ là size S. Trắng này vẫn còn mỗi size S thôi. Ai lấy size S lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhá. Trắng trắng trắng. Ông mặc khẩu ông Nguyên. Cũng không được luôn. Đây nắng ngắn đây chị ơi. Nắng ngắn của em là 69.000 cũng hàng 2 lớp nhé. Ngắn cũng 2 size. Size L và size XL. Size L và size XL. L 55 quay đầu. XL cho em là 60 quay đầu. Hàng 2 lớp nhé. Hàng này là hàng công ty đấy. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. 45 đây nè. 45 đây nè. Còn toàn size S thôi. Ai lấy 45 lên 45 luôn dùng Nguyên nha. 45k còn toàn size S. Đây mã này là mã 2 lớp ngắn nhà Nguyên. 69k con nó luôn. Nha, size 55 quay đầu trẻ mình lấy CL, 60 quay đầu trẻ mình lấy size XL. Nhá, cho chị bỏ thắm. Đây. Hàng công ty mà giờ bán cho em 45.000.
hai nha, là chị em mình, mỗi chị em mình vào xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Đây là nắng hai lớp ngắn, hai lớp ngắn nhá, 69.000 con. Chị nào lấy hai lớp ngắn lên hai lớp ngắn luôn dùng nguyên nhá, hai lớp ngắn 69, hai lớp dài 89k. Đây, bỏ đây, bỏ xuống đấy. Còn từng này con ai chưa có chốt 45k bao rẻ rồi nhá, 45k trùm rẻ rồi. QHN. À dạ được rồi. Rồi ai chưa có cái mã đó lên luôn dùng nguyên đi. Cái nào nguyên còn màu chi không ấy? Còn màu chị ơi, còn màu nhé. Còn màu xanh biển. Là hai này, hai mẫu này còn CL. Hai màu này còn CL. Facebook má mày này chán dễ sợ luôn. Không vừa à? Sẽ S mà. Sẽ không vừa đâu nha. Rồi. XL ngắn màu xanh đạo cho chị Trang Phạm. Cho chị Trang Phạm. Rồi ok. Đây này, cái màu cho Quân lên hết cái màu ngắn đi, màu ngắn đi. Bao rẻ luôn, tranh thủ phát đi chị Hoàng ơi. Cái này hàng công ty nó sale, nó theo đợt, không phải lúc nào cũng có. Mà lên chị em mình để ý đi. Chị em mình đi mua một con hàng xưởng thôi. Một con hàng xưởng, hàng một lớp người ta không bán như vậy, mình giá hàng 6. Này hẳn là hàng công ty và hẳn là hàng hai lớp nha. Ai à, tứ hai bên đều có khóa kéo 69k con thì không phát hai con ba con vậy mang cho nó sướng đời ra đấy, thay qua thay về mà chốt nha. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. Nam 45 thì nở lê có rồi, áo này 69k nhá. À từ từ, không có size M đâu chợ, size L và size XL thôi, hai size riêng hàng công ty chỉ có hai size L và XL. 69k nắng ngắn, dài là 89k, dài 89 đây nè. Hai màu này còn XL, hai màu này còn CL, hai màu này còn CL đúng không? Nguyên còn này, màu xanh biển và màu hồng hồng nhạt còn size 55 quay đầu nha, và màu xanh đậu này, màu hồng đậm là còn size XL là size 60 quay đầu. Nguyên còn mỗi hai size đó thôi, không có size M đâu chị ơi. À, hai lớp hồng, chị ơi chị Hà Hồng Đông Hà Nguyễn chia sẻ lên luôn giùm em nhé. 69.000 con trẻ mình còn tiếc cái gì? Thực sự luôn, chị cho Nguyễn cũng chia sẻ lên luôn giùm Nguyên. Chị Đông Hà Nguyễn, chị Châu Nguyễn chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Nắng dài 89, nắng ngắn là 69. Như thế chị em mình chốt luôn cho nó dễ. Rồi ai chỉ có lên tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Bao rẻ luôn rồi chị em mình. Chịu người luôn lên màu. Màu á? Thấy chị đi rồi mà. Không mạnh hết rồi thôi chứ. Chịu người. Ý là còn hai màu đó thôi. Còn đúng hai màu. Hồng em mặc sai gì? CL. CL. Trời ơi, chị em mình sao? Nguyên nói là chỉ có hai size L với XL mà cứ ngồi hỏi có size S không? Người hỏi có size M không? Chị em mình còn cái gì hay hay để hỏi đi. Rồi nhá, cho lên cái mã quần này nè. Mã quần này lúc chưa chị nào chưa có cũng tranh thủ phát. Ê. Đúng. À, cái mã quần này mà mang với lại cái áo này có khi lại hợp. Quần vàng ấy. Con này đẹp lắm. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Còn đủ size không? Rồi nha, còn xây gì cho lên xây đó. Chị em mình tranh thủ lên. Lên con này. Chị ơi chị. Chị Thuận Thị Huỳnh chia sẻ lên luôn giùm em. Xây L màu xanh biển cho chị Văn Anh. Ai mà có không. Chị ơi cái này em lên nguyên set. Nguyên set. Nguyên set nha. Đây chị em mình ơi, con này chắc bao phê luôn. Hàng xịn sò nha. Con này hàng xịn sò luôn, con này lên chị em mình 45k. Đang còn xe S52 quay đầu, sẽ mang thử cho chị em mình luôn. Đây mang cái nàng nguyên sách thử hề. Có khi lại hợp đấy. Có khi lại hợp đấy. Bảo vệ sẵn.
không biết chia sẻ mà hiện lên người chia sẻ rồi. Đây, lên cái mã quần này đi chị em mình ơi. Thế này hợp gu ấy, hợp xét đấy. Nha, lên luôn dùng cái con này. Tay chị em mình 52 quay đầu chị em mình chốt đẹp. Con này chị em mình măng. Nó càng ôm nó càng đẹp. Nguyên mang bị hơi bị đó. Lạnh hay chất dài đó. Hả? Thanh Hồng. Thanh Hồng lên rõ đi luôn cho em đi. Không biết chia sẻ nó hiện người chia sẻ rồi đây. Polo nam size S cho chị Nhung Đặng Mỹ kìa. Rồi lên luôn dùng mã này là mã quần vàng luôn dùng nguyên nhá. 45k con này hàng xịn luôn. Hàng này ở ngoài thị trường người ta đi cho em mình là giá 75.000. 125.000 sau sale 75.000 nhé. Chị nào lấy cái này đem cho mã quần vàng. Quần vàng chị em mình mix với áo trắng lên cho nó đẹp. Đây đây giờ thành nguyên set cũng đẹp nè. Chốt lên luôn dùng mã quần vàng 45k. Quần vàng 45 size S, size trẻ mình 52, cao 55 trẻ mình vẫn mau ok nhá. Còn size S với size trẻ thì còn size S với 2XL thôi. Là chị em mình từ 55kg đổ về và cho chị em mình 60 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Ai lấy cái này lên cho mã quần hồng túi sau nhá. Túi sau, túi sau. Áo quần vàng ngắn hồng size XL cho chị Thanh Hồng. Hồng size XL cho chị Thanh Hồng là hồng đậm ấy. Hồng đậm đúng không? Thì chị Thanh Hồng. Rồi lên luôn dùng mã quần vàng. Lên luôn chị em mình 45k quần vàng. Bộ em mặc chị mới mua 150k. Kinh thiệt cái chứ. Bình thường hay để quần vàng cái kia. Cái size luôn dùng nguyên. Bình thường á chị em mình mua giá này ví dụ HL nó bán nguyên thấy giá bình thường ấy là người ta bán 139.000. Thì chị em mình chị mua 150 thì bị đắt quá, bị đắt quá. Hồng. Hồng ngắn size L cho chị Như Huệ chia sẻ luôn giùm em. Chị Nguyệt Lê ơi, chia lên luôn cho em cái size đi. Lên cái size đi. Size S luôn còn được cả màu hồng nữa nè. Đẹp lắm chị em mình ơi. Con này chắc xịn luôn. Không phải là đuổi nhá, đuổi không nói nha. Con này dạng dạng sược đẹp lắm. Nói chung là phôn con này đẹp, vải đẹp, phôn đẹp. 45k lại rẻ nữa. Chị nào lấy hồng lên hồng. Quần vàng size S cho Nguyệt Lê. Như Huệ chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Nó tối nay xong mà kém kém đó ta. Yếu yếu thế đó. Còn bộ hàng này bao rẻ luôn ấy. Nha, trẻ mình cứ vào. Nói chung là hot girl nó mang lên đẹo chị em mình phát hết. Con này bán chị em 125.000, chị em mình bao chị em mình phát luôn. Đấy, mình bán chị em mình 45.000. Chị nào lấy cái này lên chung mã quần vàng size S, size 2XL chị em mình 62 quay đầu. Chị nào lấy quần vàng lên quần vàng luôn dùng nguyên nhé. Hồng MLXL. Hồng là MLXL. Hồng thì đủ size. Hồng thì đủ size SMLXL. Rồi ai chưa có thì lên. Cho nguyên cái set gì đó lên lên đích set luôn. Cái này không muốn lên hàng mới chị em mình đâu. Đi tối nào nó cũng kém hết trơn. Áo chống nắng hai lớp màu hồng size L chị Phương Huỳnh chia sẻ lên luôn giùm em. Quần hồng size S cho Nguyệt Lê. Ngắn XL size mấy ký 60 đổ về chị ơi. Vàng 55 à. Vàng 55 lấy size S luôn cho chị Dung rồi. Vàng 50 xé thì Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. Rồi ai lấy quần vàng lên quần vàng. Đẹp lắm chị em mình ơi. Tin tưởng đi mà phát con này. Ở xé cái bậc tư nguyên mang đang rộng. Nguyên mang đang rộng. Rồi ai chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhá. Vàng chị em mình xem like tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu xíu nha. Chia sẻ mạnh tay đi chị em mình ơi. Ây vô rồi. À con mã này nữa. Cho nguyên cái mã gia đình. Con bữa nó mà chưa lên. Vàng size L, không có vàng size L chị ạ. Còn vàng size S và size 2XL. Hồng thì sẽ có size L. Cho lên cả mã gia đình. Chị em mình xem like tương tác luôn dùng nguyên nhá. Thả tim, thả like, thả view gì đấy. Nhún nhảy cho nó nổi bài xíu nha. Cho lên cả mã gia đình. Mã này đang hot, còn được 4 set thôi. Set này 60 độ về. Chào ôi, chắc cốt tông tàu nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã set D đen. Bio ấy có tông tàu nha dùng nguyên nè. Chắc đã lắm chị em mình ơi. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã xét đen. Lên luôn cho chị em mình là 83.000 luôn. Hàng này bèo chị em mình mua 125.000. Nó thật sự là bèo là người ta sẽ bán cho em 125.000 xét này. Lên còn được 4 xét. Lên luôn cho chị em mình là 83.000. Chị nào lấy mã này lên cho mã xét đen 83. Được 3 cái. Cái gì chị ơi? Cái này không lẽ từng nào không lẽ đi theo từng áo chị ạ? Không lẽ chữ như thế này mà đi theo từng áo chị ơi. Nha chị nào lấy cái này lên mã xét chữ luôn dùng là được. Được 4 xét thôi. Quân lên luôn chữ. Cái này đang hot. Người ta đang lấy chị đang chạy 125.000 xét. Nha.
Mới đi luôn cho em là 83.000. Rồi, len luôn cho chị em mảnh mã nào. Chị em mình chỉ cần len luôn dùng nguyên số ký. Hôm bữa nhiều chị dặn mẫu áo gia đình ấy, nhưng mà hết size. Hết size, hết để mang cặp là khó. Cái này em chạy luôn cho chị em mình luôn nha. Cái này chị em cứ len số ký là được. Giờ chị em mình đi in con này không á. Đi in con này không để mang cái áo lên cho chị em mình thấy. Có cái áo số 8 không nhỉ? Cho nguyên cái áo số 8. Áo gia đình luôn dùng nguyên nhá. Chắc bao xịn bao đẹp luôn. Cho cái áo số 8 đi. Số 8 nó nhìn là nguyên mang vừa. Lên luôn chị em mình 39.000 con từ nhỏ tới lớn. Size cho bé từ 10 đến 80kg là có size. Lấy mấy con cũng 39 cả con. Mua một con 39.000. Mà hàng này là hàng tàu miệng nha. Được chưa? Mua lên luôn cho chị em mình kỳ nào đấy. Lên mã này là mã gia đình. Chị em mình cứ lên số ký giờ nguyên. Ngày mai bên nhà Nguyên bóc tay nhé. Ngày mai bên nhà Nguyên bóc tay chị em mình. Để mang thử cho chị em mình những con này. Chị em mình mua không con áo này không có giá 39.000 con rồi này. Mình chạy cho chị em mình mã này nhé. 39 cà con. Chị em mình lấy mấy con 39.000 hết. Mình cứ lên luôn dùng nguyên số ký đi. Cứ gạch số ký luôn dùng nguyên là được nhé. Cứ gạch số ký luôn dùng nguyên là được. 39 cà con. Đảm bảo không ở đâu có giá này luôn á chị em mình đâu. Mang để cho chị em mình nhìn một con. Cứ lên luôn dùng mã số ký. Mã này càng số ký luôn dùng nguyên là ok. Lên mã gia đình luôn dùng nguyên nhé. Kèm số ký luôn dùng nguyên là được. Cánh tiên ở đâu mà chị còn cánh tiên ta? Thì của Hiền có nổi chưa? Rồi ok. Đây, mang thử cho chị em mình những cái phô mã. Đẹp lắm. Hàng xịn nha, hàng giờ đi in. Giờ không đi in con nè. Đã rơi vào 120. Là một con. Chạy cho em mình 39.000 con. Chị em mình cứ lên số ký luôn dùng nguyên nhé. Áo đang mặc hồi nãy hả chị ạ? Cái nào nãy là sếp. Gia đình cho chị Trần Thị Thanh Nga. Thúy Lê 39.000 con nhé. Bao rẻ. Có chị ơi, đầy đủ sai số. Đầy đủ sai số. Đã mua cái gì đâu mà hết tiền. Đã mua cái gì đâu mà hết tiền. Rồi nha, ai lấy áo gia đình, lên áo gia đình. Cái nào Quân Đăng, chị em mình à, có sai số hết. Nên là chị em mình từ bé là từ 10-12kg lên đến 5-80kg đều có size hết. Nên là chị em mình 39.000 con, bao rẻ luôn. Giờ chị em mình, chị nào mà đã đi in áo gia đình rồi là chị em mình biết cái độ đắt của nó là bao nhiêu tiền. À, bao nhiêu tiền con nhé. Lên luôn chị em mình giá 39 cà con. Chị chị Nhung Đặng Mỹ, chị em mình đừng có hỏi là có số ký không. Cứ ưa là lên, cứ lên số ký vô nguyên nhé. 39.000 Trần Thị Hồng Liên, đừng có hỏi là cái số ký này có áo hay không. Cứ ưa là lên thôi. Có mình sẽ bóc, không có thôi nhé. Thế vậy mình đừng có hỏi biết vậy em có chú hay không. Nha, chị nào chưa có thì lên cái mã này đi. 39k con bao rẻ. Ok, Tôm Tú, Thanh Trung. Làm chi hết tiền, nên mới ngày 10 mà. Nên mới ngày 10 mà, thế thì nở lên. Thì nở lên. Bán nợ nha Thanh Lan Nguyễn nha. Rồi nha, ai chưa có thì lên. Bao rẻ luôn, bao đẹp luôn vậy mà nữa. Ai chưa có thì tranh thủ mà tắt nha. Rồi qua đi trẻ mình ăn. Ai chưa có cái mã đó thì cứ lên đi. Cái nhà mình xây giá nó nhiều. Tấm màn. Ok chị Đông Hà Nguyễn. Có chị ơi, có chị Khánh Nguyễn ơi. Quần em đang mang là 45.000. Ok chị Sương Thu. Có hình xe đạp để một cái. Chị đang hình xe đạp đây chứ hình gì người. Chúc đi. Cả gia đình mà mua. Cái này đây đây. Ê, chắc mọi khi chị Sương Thu đồ mua đấy. Và này chạy mã mới nè, đẹp chưa. Trời ơi, 39.000 con. Ai mua rồi là biết chắc rồi. Bao rẻ luôn. Chị mới hết tiền đây, với Nguyên đây à. Đang một mẫu này, con chạy mẫu nào. Đúng rồi, Nguyên bán nợ kìa. Mua đi, Nguyên bán nợ đấy. Ok, Tôm Tú có rồi nè. Nguyễn Thảo ghi chưa?
Nguyễn Thảo. Rồi ai chưa có thì lên. Bao rẻ luôn. Mấy khi có cái mã nào mà được giá 39.000. Nha, hôm bữa là chạy cái mã đôi dép, mã màu. Giờ chạy qua mã này. Mã màu, mã đôi dép thì còn, nhưng mà giờ nó không đầy đủ size số đó. Giờ lắc nhắc cá hai cá thôi. Rồi nha, ai chưa có thì lên. Rồi tiếp luôn cho chị mình mã này. Trời ơi, xịn sò là đây chứ đâu nữa. 83.000 luôn. 83.000 luôn. Theo toàn bộ nha. Rồi lên luôn những màu quần lửng size 55 đổ về. 55 đổ về là chị em mà chút đẹp. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã chữ chữ vàng. Chữ vàng quần lửng nhá. Quần lửng nhá. Có cặp nào quần lửng hết à. Lửng nhá, quần lửng nha. Lên mã 83.000. Trời ơi, nguyên một set size 55 đổ về. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã theo vàng 55 đổ về là chị em mình chút đẹp. Bao rẻ luôn, chị em mình tranh thủ phát ngay cái bộ này đi. 83.000. Chị nào lấy cái này luôn cho mã theo vàng 83. Có theo vàng nè, theo nu nè, theo trắng nè, theo đen có được, còn được một cặp này thôi. 55 đổ về không có size to. Riêng cái mã này không có size to nhé. Ai chưa có cái này lên luôn dùng nguyên 83.000 kèm size. Chị có cái gì ta? Ba quần ba màu cho chị Khánh Nguyễn lên size cho em đi. Xe đạp cho Hồng Phụng có rồi, Thanh Trung có rồi. Chị Đông Hà Nguyễn lấy cái gì mà lấy số ký? Xe đạp cho Lưu Luyến. Xe đạp cho Lưu Luyến. Chị hôm trước em có hai áo khoác chưa thấy chút đơn. Chị ơi, toàn bộ nhà em có đơn đều tám vai cho chị Hồ Hằng. Đều nhắn tin, khách không rep đều gọi lại hết chị ơi. Kiểm tra lại cho em đi. Ok, chị Hồ Hằng sắc đen. Hồ Hằng sắc đen 83. Ai lấy đen 83 này. Vàng 83 cho chị Tôm Tú nè. Vàng cho Tôm Tú nè. Nu đen vàng trắng 83.000 xác. Nha, nên là chị em mình tranh thủ. Những cái bộ chắc có tông tàu này mà 83.000 mà sao đứng đơ lại tiếc quá thiệt sự. Đơ mà không like được ở đâu, chỉ like được mỗi trên bếp. Bếp mấy hôm nay đứng đơ đơ nữa. Gia đình có rồi. Đen cho Hồ Hằng có rồi nhá. Ai chưa có thì lên. Cái chị Khánh Nguyễn lên lại cho em đi. Chị lấy bao nhiêu ký? Nu. Áo em đang mang 39.000 con. Nu cho chị Văn Anh. Nu cho Văn Anh 83. Áo đang mang có đầy đủ size từ 12. Từ 12 đến 80 ký có size. 39.000 con, size to size nhỏ chị cũng 39.000 hết. Size 60. Size 60 chị chọn màu luôn giùm em. Size 60 tại hồi nãy còn size gì á thì còn màu hồng đậm thôi. Hồng đậm với xanh đậu. Hai tông màu thôi. Chị nào chưa có thì chốt mã này dùng nguyên nhé. Áo nắng dài 89.000 chị chốt lên cho chị nào chia sẻ. Áo nắng dài 89 nguyên chị chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Rồi qua đi chị em mình ơi. Qua mã này nhé. Rồi tiếp cái quần lỡ hồi trưa còn mái cái trong đây luôn. Quần lỡ 49.000 còn mái cái. Ok, quần lửng. Con này hết sạch sành xanh nha. Con lại được từng này con thôi nè. Size 62 đổ về. Vải này không phải vải đuổi, không phải vải vitet. Cái này mềm lắm. Dạng giống hàng trượt ấy. Hàng trượt ấy. Ôi giời ơi. Lên luôn dùng mã lửng. Lửng kem nhá. Size trẻ mình 62 đổ về. Lên luôn trẻ mình là 49.000 nha. Chị nào lấy lửng kem 49 lên lửng kem 49 luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình xem like chịu khó tương tác lên luôn dùng nguyên, chia sẻ dùng nguyên nhé. Để đẩy view lên xíu chị em mình đó. Chia chán quá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã lửa. Thì chị chọn màu lại đi chị ơi. Chị Khánh Nguyễn ơi, chọn màu lại luôn giùm em đi. Như còn được hai màu, màu xanh đậu và màu hồng đậm thôi đúng không? Xanh đậu và hồng đậm, chị lên cho em thông tin đi. Nha, rồi lên luôn những mã này. Chắc này bao đẹp luôn, chị em mình nhìn toàn bộ mai. Xịn sò con này chị em mình ơi, mai chằng đè rất là kỹ. Và size 62 đổ về. Nha, lên luôn chị em mình là 49 ca ngố. Chị nào lấy ngố 49, lên 49 ca ngố luôn dùng nguyên nhá. Size này dành cho những chị em nào 62 đổ về. Được không? 62 đổ về đang còn 2 size.
đang còn 2 size, chị nào lấy ngố lên ngố. 49 kem cho chị Tôn Tú. Cho chị Dương Thị Thu Hà. Quần lửng ấy, quần lửng ấy. Rồi sao 57 đổ về. 57 đổ về còn 3 kem. 57 đổ về còn 3 kem. Còn 3 kem 57 đổ về. Ngố chị 50 à? 50 từ từ chờ. Từ từ chờ, 50 từ từ qua chưa, chưa qua size 50. Chị nào lấy kem size 57 đổ về. Nói chung là con này nhận hàng về chắc không đẹp, không đẹp chị em quay đầu được luôn. Nha, cái này bao chắc và bao giá luôn. Con này bao luôn giá. Chị nào lấy cái này lên cho mã kem. Cái này chưa up lên trang cá nhân thì là hết rồi. Hôm nào về thêm rồi up lên sau chị em chốt lên trang cá nhân sau. Chị nào lấy kem size XL size 57 đổ về, phía sau của nó là lưng thun nhé. May chằng đè rất là kỹ, không phải hàng hàng xử người ta may ảo ảo đó chị em ơi nó. Nha. Size XL 57 58 đổ về, chị nào lấy? À quên, chị Tôn Tú bỏ lại kìa. À, chị Tôn Tú là size S thôi. Tôn Tú là size S thôi, kem size S thôi. Kem size S đổi cho chị Tôn Tú size S. Kem size S cho chị Trần. Bỏ qua size M đi, Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo này, 49k. Không chị ơi. Chờ chị Hoàng Thí lên cho em cái số ký đi. Ủa kem hồi nãy chốt size mấy? Size 2X, size 60 đổ về. Ok chị Khánh Nguyễn. 2X, size 62 đổ về chị em mình xem like, chịu khó nghe kỹ luôn dùng nguyên đi. Chứ không họ tới họ lui rất là mệt luôn. Thấy thấy chưa? Chị em mình coi like kỹ dùng nguyên đi chị em mình nó like. Vừa đã chậm rồi vì chị em mình cứ chốt tới chốt lui này rất là mệt. Chị em mình nghe rõ không? Nguyên đọc hai cái size 2X, size 62 đổ về. Nha. 55 cho chị Hoàng Thí cái áo Nguyên đang mang. Hết số 8. Áo gia đình số 8. Hoàng Thí. Hết size M rồi chị ơi. Size M còn màu đen thôi. Size M còn cái màu đen. Size M còn cái màu đen, chị lấy đen chút đen. 49k. Chị em mình cứ đi vào các con HG nó bán, chị em mình giá nhân đôi lên. Giá nhân đôi lên là chuyện bình thường hết. Nguyên bán cho chị em mình giá này toàn bộ hàng đầy mà giá rất là bình dân luôn, ăn trên vài nghìn. Mà ôi mà phải đi sang hàng sale, sang tận gốc. Sang tận gốc mà bán gì em mà ăn trên vài nghìn. Đây là chị em mình đâm ra chị em mình mua gần như được giá sỉ. Thì Trần Phương Thảo đen. Trần Phương Thảo đen. Đen mờ Trần Phương Thảo. Đen kem CS. Đen với kem CS à. Kem CS hết rồi. Đen CS cũng hết luôn. CS còn cái màu nu luôn. 49.000. Sáng luôn đang còn cái màu nu. Chị em mình cứ nghe rõ số ký chốt luôn dùng nguyên nha. Xây mờ em hết nhé. Bỏ cái xây mờ thì Trần Phương Thảo qua chị. Cho chị Dương Thị Thu Hà. Ờ. Chị em mình nhớ nghe rõ dùng nguyên số ký nhé. Đổ đi đổ về mẹ. Rồi lên luôn những này. Xây S đây nè. Xây 50 quay đầu. 50-52 chút được. Màu nâu. Chị nào lấy nâu lên nâu. Con này đẹp lắm, 49.000. Rẻ đẹp. 49.000. Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng đi. 49k 49 nâu. À từ từ. Em cái áo em đang mang. Áo em đang mang là 39.000 thôi. Mà hàng này áo gia đình. Được cái áo gia đình. Chị em mình mua cho cặp hai mẹ con, mua cho vợ chồng, mua cả gia đình. 39.000 con. Bao rẻ. Và toàn bộ cái này chắc không đẹp cho chị em mình quay đầu. Ai nhận cái những cái mã áo gia đình rồi, biết bét lên cho khách nhà Nguyên biết có rẻ có đẹp hay không. Cái này thật sự bao luôn cho chị em mình luôn nha. Bán con này bán tự tin luôn. À, nâu bộ lụa lên rồi chị ơi. Nâu cho Thanh là Nguyễn. Nâu Thanh là Nguyễn. Rồi 57 quay đầu. Nguyên còn xây màu kem và màu đen. 57-58 xây XL còn được từng này con thôi. Bộ lụa em lên rồi. Lụa em còn ít còn được mấy bộ đấy. Rồi cái mã này Nguyên còn nâu và đen. Size XL 57, phía sau của nó là lưng thun nhá. Trời ơi, ngố nè. 49.000 quá ư là rẻ. Chị nào lấy cái này lên mã XL dùng nguyên nhá. Kem 62 cho cô Yến Đỗ. Kem hồi nãy bỏ qua cho cô Yến Đỗ. Quần này mà hỏi quần nam hay quần nữ thì Nguyên cũng không biết là trả lời như thế nào luôn ý. Quần này mà hỏi quần nam hay quần nữ thì cũng không biết trả lời như thế nào luôn. Ngố 60 mấy rồi. Cho chị Dương Thị Thu Hà áo gia đình.
Còn quần đen. Chị ơi, chị Dương Thị Thu Hà lên số kế cho em từng người đi. Lên như thế làm sao em biết đường em chốt. Lên số kế từng người nha. Có đen hết rồi cô ơi. Áo em đang mặc size 14kg có. Nguyên nói chị em mình đừng có hỏi cái số kế bao nhiêu. Nguyên nói là từ 12 đến 80kg chị em mình cứ lên số kế thôi. Đừng có hỏi là 14kg hay 13kg hay 12kg có size không nha. Đấy, cứ lên luôn dùng cái số kế thôi. Từ 12kg tới 80kg là có size nha. 39k con, chị Dương Thị Thu Hà chia sẻ lên luôn dùm em. Hàng toàn bộ hàng có size chị ơi. Đang XL cho chị xíu xác xị. Đang XL cho xíu xác xị 49k nha. Rồi qua đi. Ngố 58 á. Đang ngố 58. Đây á, là xe XL, xe 57-58 rồi về. Ok. Còn chị ơi, còn em nói cái mã này chị em mình cứ lên cái size thôi. Cứ lên cái số ký luôn dùng Nguyên đi. Là ngày mai bên nhà Nguyên bóc size. Chứ chị em mình giờ chị em mình cứ hỏi cái này có hay không, cái này có hay không, rất là mệt. Cho chị Thảo Huỳnh kìa, Thanh Lan Nguyễn áo gia đình kìa. Thảo Huỳnh và Thanh Lan Nguyễn áo gia đình. À, ngố đen cho chị Ngô Lina. À quên, Cẩm Tú. Cẩm Tú, ghi Cẩm Tú và Ngô Lina đi. Cẩm Tú và Ngô Lina. Mai có thì chút, mai có sọ nó có thì chút. Màu đen, màu đen. Còn ngố kem nè. Rồi nhá. Ờ, ok nè, ok cho chị Thanh Lan, cho Thanh Lan Nguyễn này, Thảo Huỳnh. Riêng áo gia đình chị em mình tranh thủ chút đi, nó rẻ quá. Nguyên nói thật sự luôn ấy. Nguyên cũng là người đi in áo. Khách nhà Nguyên chuyên đặt, ví dụ như hồi xưa là hồi xưa hay đăng lắm, xuyên lắm, là đăng các mẫu áo gia đình. Giờ khách cứ quen, cứ biết là gửi mẫu qua cho chị vài mẫu là chị đặt thôi. Đấy, chứ còn Nguyên ít khi nào Nguyên đăng. Mà bèo nhắc mà in cách nhiệt mà hàng chắc đẹp là 101.000 rồi nè. Thì bán chị em 39.000. Đang 62 ghi cho cô Yến Đỗ đi. Ok chị Võ Thắm. Ok tội nghiệp Hà này. Cho cô Yến Đỗ size 2 cho cái quần này. Cái quần size 2 cho cô Yến Đỗ. Thảo Huỳnh à, Hương đọc cho này. Thảo Huỳnh này, 70 50 cái hiện gạch 70 50 40 16. 70 40 50 16. Tranh thủ mua cái mã này đi chị em ơi. Vài bữa nay nó lẻ sai rồi. Thanh Lan Nguyễn có chưa? À, Dương Thị Thu Hà được chưa? Rồi nhá, tội nghiệp Hà. Tội nghiệp Hà. 27 45 48. Lai Ngô Thị Thúy. Rồi chưa? Lai Ngô Thị Thúy. 30 40 50 55. Rồi đen ngố. Đen ngố cho Nguyễn Trinh 53. Lâm Ánh lên 60. Kem 58 có. Ok chị ạ, ok nhá, ngày mai ba nhẹ bóc xài. Thanh Trung kem 58kg kìa. Lâm Ánh Linh đen 60, mở quần ngố. Kem đây có sẵn này. Còn đen cho Lâm Ánh Linh đi. Dạ, đang có một mẫu xe đạp 60. Đang chạy một mẫu này. Hôm bữa em chạy mã rồi. Hôm bữa em chạy mã xe đạp rồi. Xe đạp với mã màu rồi. Mỗi đời có mã thôi. Rồi qua nha, một mã thôi. Mua mã hôm bữa mua mã dép nữa là được rồi. Có gì nhiều thế. Em không có nha chị Học Ngọc Hàng Nguyễn, em đang hết rồi. Em đang hết rồi. Còn bao nhiêu cái bộ à? Bộ hàng tiếng Anh thì lên bán tặng luôn. Sót được vài bộ hàng tiếng Anh nha, bán gọn luôn cho chị em mình luôn. Mình lai trả khí thế hết trơn ý. Gia đình cho chị Kim Khánh Lê này. Bên đây có chưa? Rồi lên tiếp luôn cho chị em mình mã nè. Cái này còn ít, lên bán gọn bán tặng luôn cho chị em mình nó nè. Có size XL, tôi có size XL mang bộ này. Rồi tương tác với chị em mình đã chia sẻ dùm nha. Thả tim, thả like thì cái nó nổi bài lên xíu mang XL rồi. Bộ này không có xe một ít mang tử nè. Rồi lên nha quý vị ơi. Còn cái mã túi này 2X không á. Cái này đẹp nhưng mà con là cái nhỏ. Trời trời trời, coi cái này cái một cái size XL.
Rồi quăng lên luôn cho trẻ mạnh mẽ này. Bộ thôi tiếng Anh nguyên còn sót ít. Hàng này là chuẩn hàng công ty luôn. Hay đang là chuẩn hàng công ty nhá. Hàng này người ta rồi chạy là 130.000 một bộ. Này sót được ít. Lên gọn luôn cho em mình mỗi khi làm cũng sale mấy? 79 à? 79 đúng không? Size L và size XL đó chị ơi, chị Khánh Nguyễn. Mã nắng dài phía sau của em hai size, size L và size XL. Size L chị em mình 55 quay đầu, XL chị em mình 60 quay đầu, chị em cho ok, hai size. Nhá giá ông lên luôn cho chị em mình là 89k con. Riêng cái này ông lên chị em mình bao rẻ rồi này. Hai lớp, hàng công ty dài. 89.000. 89. Rồi lên luôn như thế này. Bộ tiết anh này bao đẹp luôn. Hôm nay còn ít bán gọn nha. Chị em mình đừng tẩy cái mã này nha, còn ít lắm. Sót lại cứ vì là hàng lẻ. Tao hồi xong like xong bỏ đóng cái tao hồi dộ ra mới thấy. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Bộ thô cái này càng giặt càng mềm. Càng giặt càng mềm nhá. Lên nó luôn, hồi nãy nó sale giá mấy rồi? Hàng này hàng mấy? 7 mấy? Sale 7 mấy? 79 đúng không? Lên 65 gọn nhá, cho nó đẩy sạch kho nhá. Lên 65 luôn. Chị em mình mua rồi không tệ nha. Lên quần em coi với chị, quần gì chị ơi? Quần thì bao nhiêu cái mã quần, chị em mình bảo quần không biết là quần gì luôn. Rồi lên luôn dùng mã bộ luôn dùng nguyên nhá. Chuyển qua bộ nha. Ai lấy áo gia đình thì cứ lên áo gia đình đi, xong qua luôn cho chị em mình mã bộ. Em còn mấy con quần viên này nữa. Bỏ ra dùng đi. Em còn sắp mấy con quần viên hồi nãy chị đã chưa có này, còn nguyên cặp nãy chị. Đấy. Thấy cái mù áo ra quần ra rồi tôi chữ ra rồi mà bỏ cái mã này ra đi, còn bao nhiêu bộ cho em đi. Rồi lấy mã này sáu tầm khoảng 20 bộ nha. Bộ này là bộ tiết anh, cái này càng giặt sẽ càng mềm ra. Cái bộ nãy má hả? Bộ lụa nãy má hả? Hả Huyền? Chưa ghi lại hả? Cái áo nơi, cái quần nơi á. Thôi từ từ mai tìm. Mai là tìm. Tại vì Nguyên mang cái á. Nguyên cởi ra hai lần. Cởi ra hai lần. Rồi nha, Nguyên lấy luôn cho em mình bộ nè. Quần lửng mã nào? Áo gia đình cho chị Hương Nguyễn này. Hương Nguyễn nào trời? Hương Nguyễn 55-50-16. 55-50-16. Quần lửng hồi nãy quần lên rồi. Rồi lên tiếp luôn cho trẻ mình mã bộ này. Cái này vẫn còn rất là ít, còn tầm khoảng 20 bộ nha. Đi luôn cho trẻ mình cho nó gọn. Lên tương tác đi trẻ mình ơi. Áo gia đình là 39k con. Rồi lên luôn cho trẻ mình mã này. Lên nó luôn cho trẻ mình là 65.000. Hàng này người ta đang chạy 130, 130 một bộ nha. Bộ này là càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Hàng xưởng hàng gia công không, người ta bán vậy em mình được 80 mấy 90 mấy nghìn bộ nha. Lên nó luôn cho chị em mình luôn 65k bộ nha. Còn ít tay này chị em mình lấy 60kg nè. 55 đổ về chị Duyên chị 62kg, chị đang 62kg, chị mang được cái size XL. Bộ túi dùng nguyên nè. Lên luôn cho chị em mình cái bộ này với giá là 65k nốt nha. Lên gọn hết, lên cho sạch cho gọn thôi. Hương Nguyễn này. Rồi ok, chị Hương Nguyễn có rồi đúng không? Bộ có túi, bộ Nguyên đang mang thì cái form nó nhỏ hơn, tầm 60 độ về. Nhưng mà cái bộ có túi này mang ok luôn. Bộ có túi này 62kg mang ok luôn. Đây chị em mình nè. Nha chị nào lấy cái này lên cho mã 2XL hồng. Lên nó luôn cho em là 65k bộ. Nha tranh thủ lên luôn cho chị em mình gọn kho luôn. Nha chị nào. Chị
Chị Khách nhà Nguyên 62 cái vặn mau ok. Mã này lên đó luôn cho em mình tặng 65k. Lên mã tặng 65 nhá. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 65k luôn dùng Nguyên nhá. Đúng đúng giá bán tặng luôn cho em mình rồi. Nha, chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên. Mã đứng đơn múc lên múc xuống chị được tà. Thế. Còn cái áo à? Rồi lên mã này là mã 65k luôn giúp Nguyên nhé. Chú cho chị xíu sexy. Không, cái này rộng. Chú xíu sexy. Xíu sexy. Nguyên còn ít lắm, Nguyên bỏ lên luôn cho trẻ mình luôn. Xe tặng nó hết luôn cho trẻ mình luôn. Rồi nè. Rồi nhí này màu đậm hơn xíu. Nhí này màu đậm hơn xíu. Xót xót vài bộ lên luôn cho dạy mình, giờ nó lộn xộn sai số. Xíu xá xí. Chị Ni Nguyễn ơi à, đây này chị Đông Hà Nguyễn lấy cái màu này được không? 65.000 bao rẻ luôn. Chị nào mà mang những cái bộ này rồi là chị em mình biết chắc sướng. Càng giặt nó sẽ càng mềm ra nha. Chị nào lấy cái mã này hồng đậm size 2X. Hồng đậm size 2X. Chị nào lấy hồng đậm size 2X lên hồng đậm size 2X một bộ. Giá lên luôn cho em là 65k nó. Hồng đậm size 2X. Còn một bộ hồng đậm size 2X. Cái này về bao nhiêu đợt hồi nào cũng còn sót sót vô vô ra bộ hai bộ. Bộ cọc hai cọc. Hồng đậm đi. Hồng đậm cho chị Trang Kim Hồng. Hồng đậm cho Trang Kim Hồng. Trang Kim Hồng. Rồi lên dưỡng mã xanh thang mã túi. Xanh thang mã túi 65k luôn. Cái này size 55 đổ về thôi. 55 đổ về size 1X. Chị Trang Hương Thảo ơi lấy màu này. Size 1X đẹp lắm chị ơi, mã túi này đẹp lắm. 55 đổ về size 1X 65. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh thang. Hồng đậm em hết chị Trang Nguyễn ơi. Hồng đậm hết nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 1X size 55 đổ về. 1X 55 đổ về. Nếu còn XX lên đoạn hết luôn cho chị em mình ấy. Hàng này nói hồi trời bán gì em mình ăn cho em vài nghìn. Hôm bữa bán gì em mình giá bán. À hồng đậm còn kiểu này. Còn hồng đậm nè. Còn đỏ đô nè. Chị nào lấy cái này lên 2X luôn dùng Nguyên. Hồng đậm và đỏ đô. Hồng đậm và đỏ đô. Xanh thang cho Băng Như. Đông Hà Nguyễn bảo bộ này đây. Cái này Băng Như, cái này Đông Hà Nguyễn. Chào Nguyễn Bá Huyền ơi. Đông Hà Nguyễn. À Huyền, Huyền, Huyền. Từ từ để Nguyên lấy cho. Nguyên còn cái lây ngay. Đơ thế. Đỏ đôi cho chị Trang Nguyễn. Đỏ đôi này chị Trang Nguyễn này. Cái hồi nãy cho chị Băng Như xanh thang này. Cái hồi nãy cái đấy cho chị Đông Hà Nguyễn này. Rồi cái này cho chị Trang Nguyễn này. 65. 65 nhé. Em đọc số ký. Em lên từng mã đọc số ký. Em lên từng mã và đọc số ký luôn cho trẻ mình luôn nhé. Ở đâu sót lại được một bộ lanh. Bộ lanh này bán tặng luôn cho chị em mình 39k luôn. Lanh đẹp nhé. 39k này có một bộ thôi. 57, 58 độ về. Xe 2X. Lên mã lanh. Tặng lanh 39 luôn. Lên mã bộ lanh 39. Chị nào lấy bộ lanh 39 lên bộ lanh 39. Đỏ đô còn đây này. Đỏ đô còn đây này. Không đậm rồi. Đỏ đô lanh 39. Rồi được 3 bộ lanh nhung nữa nè. 3 bộ lanh nhung, 2 bộ lanh nhung. Lanh nhung này hàng xịn luôn cho trẻ mình luôn. Chị nào lấy lanh 39 lên lanh 39 xe 57, 58 đổ về. Lanh 39 nè à, Ngô Lina chia sẻ lên luôn giùm em với nè. Xanh thang. Xanh thang 48 cái vừa chợ xe. Chỉ có xe 1XL 2X thôi. 1XL 2XL em đang mang xe 1X đây nè. Trời ơi. Nè ai không nhanh hết. Con này sướng lắm luôn. Chắc bao đã và size 55 quay đầu. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã lanh nhung dùng Nguyên nhé. Xịn sò. Hai bộ lanh nhung. Nguyên lên luôn cho dạy mình bộ này luôn 59k.
Lanh nhung hàng xịn luôn dùng Nguyên nha. Trời ơi, chị em mình nhìn hàng này mà chị em mình không mua được tiền trăm thôi luôn. Chú lên luôn dựng mã này là mã lanh nhung. Nãy nói 59.000 tới 55 đổ về lanh nhung nhá, được hai bộ lanh nhung. Lanh 39 em hết rồi, chị nào lấy lanh nhung. Chú lên lanh nhung 59.000 nha, chị nào lấy lanh nhung 59 lên lanh nhung 59 này còn bộ nữa nè. Cột chung lanh hết trơn, xe 55 quay đầu. Lanh nhung này toàn là bán bao nhiêu tiền? 75.000 hết. Xe 57 58 đổ về, xe 2X. Xe 2X. Thì nào lên lanh nhung 59 lên lanh nhung lên 9 luôn dùng Nguyên. Xe 1X là 55 đổ về. Xe 2X chị em là 57 58 đổ về, chị em chú ok. Còn 1X và 2X ai chưa có thì lên. Lanh nhung. Hai bộ lanh nhung cho chị Bảo Thám. Lanh 39 em hết rồi. Em hết cho chị Bảo Vương ơi. Váy chống nắng em không có. Váy em không. Lanh 39 em hết. Đỏ đô 55 hết rồi chị ơi. Đỏ đô 55 hết rồi. Ơi Võ Thắm là hai bộ nhé. Còn bộ cho chị Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. Rồi tiếp nhé. Rồi y mã Nguyên đang mang xe 55 đổ về. Y mã Nguyên đang mang xe 55 đổ về. Comment mã 65 đô đi, đỏ đô y mã Nguyên đang mang luôn. Xe 55 đổ về là chị em mình chút đẹp. Chị nào lấy cái này lên mã đỏ đô 55 đổ về 65k bộ thô tiết anh. Bộ thô tiết anh màu đỏ đô nhé. Mày đỏ đô đó. Màu này là màu rượu. Màu rượu nhé. Chị nào lấy cái này lên mã rượu luôn dùng Nguyên. Hai bộ màu rượu xe 55 đổ về là chị em mình chút này. Ba bộ này. Ba bộ xe 55 đổ về này. Bốn bộ xe 55 đổ về. Lên 65k. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã 55. Lanh nhung 2X rồi hết rồi chị ơi. Áo treo phía sau chợ. Áo treo phía sau 89.000 hàng 2 lớp. Rồi mã bộ Nguyên đang mang xe 55 đổ về 65k. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dưỡng Nguyên. Đỏ đô 55 đổ về. Cái hoa. Cái hoa với trăng huyền đẹp. Đỏ đô 55 đổ về. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô luôn dùng Nguyên nhé. Lanh nhung em hết rồi, hết lanh nhung nhá, hết lanh nhung. Trời ơi, cái họa tiết này đẹp chưa nè, đúng một bộ thôi. Thì nào lấy cái này lên mã hoa xanh, xe 55 đổ về, 65k nó. Lên mã hoa xanh dùng Nguyên. Tiêu gì càng ngày càng ít đi trời. Càng ngày càng tụt như thế này, phí hàng quá. Thì nào lấy cái này lên mã 1X luôn dùng Nguyên nhá. 55 đổ về, chị em mình chốt đẹp, chốt mã hoa xanh 1X. Còn một bộ hoa xanh 1X, chị nào lấy hoa xanh 1X lên hoa xanh 1X luôn dùng Nguyên. 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Một bộ hoa xanh. Trời, cái này. Mã hoa này đẹp. Rồi lên luôn những mã hồng. Hồng 55 đổ về. Hồng 55 đổ về. Hồng 55 đổ về được hai bộ. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô, hồng lên hồng. Hoa xanh kìa, hoa xanh cho chị Dương Thị Thu Hà. Dương Thị Thu Hà. Rồi lên luôn những mã hồng xanh 55 đổ về. Ok, Dương Thị Thu Hà có rồi. Hồng 55 đổ về được hai. Ai lấy hồng lên hồng luôn Dương Nguyên. Comment hồng 55 đổ về được hai. Chị nào lấy hồng lên hồng, đẹp lắm chị em mình đó. Hàng này hàng thô tiết anh người ta đang chạy 101, 130 một bộ đấy. Chị nào lấy hoa hồng lên hoa hồng. Rồi lên mã túi. Túi xe 60 đổ về. Không vừa. Comment lên mã túi. Túi này đẹp nè, xe 60, 62. Chốt mã túi. Túi xe 2X. Hoa xanh hết rồi. Hoa xanh hết rồi. Bộ 93 còn nhá. Hồng cho chị Song Tử. Hoa xanh hết. Hoa xanh hết nha. Hồng kìa, hồng dưới đó. Ờ cho chị Song Tử. Hồng này hồng bự nè. 93 em còn cái gì đoàn hàng nữa. 93 em còn, tí xíu này em quay lại sau. Mã này lên cho mã túi hồng, xe 60 đổ về. Túi hồng 60 đổ về. 60 và cao 62 bạn mang nửa size 2X này nè. Chị nào lấy túi hồng size 2X lên túi hồng size 2X. Nha, túi hồng size 2X. Ôi cái màu đỏ đô này đẹp với trẻ mình lại không chứ tí ra thế.
màu cam, màu hồng đậm còn bộ này đi. Rồi đây mã màu cam luôn, dùng nguyên hoa cam, chốt lên hoa cam luôn, dùng nguyên hoa xanh. Chị Dương Thị Thu Hà có rồi nhé, hoa xanh là Dương Thị Thu Hà có rồi. Túi hồng cho chị Châu Nguyễn, bộ 93 chờ em xíu xíu, xíu xíu lên lại đấy, cái mã túi. Rồi 55 tí đổ về lên dùng mã hoa cam được hai. Những cái bộ này lên đẹp lắm chị em, mà nó càng giặt nó sẽ càng mềm ra nữa, càng giặt càng mềm, càng giặt càng mềm. Ai lấy cái này lên luôn dưỡng, mã này là mã hoa cam, hoa cam nguyên lên luôn chị em mình là 65k gọn nhá, còn bộ hàng nguyên bán 79k hết. Nói chung là lên cho nó gọn kho thôi. Rồi lên luôn dưỡng mã túi xanh thang, pha 2x sẽ 60 độ, 62 độ về. Hoa cam cho song tử, hoa cam đấy cho song tử. Rồi lên mã xanh 2x, túi xanh xa 2x, chị nào lấy túi xanh xa 2x lên túi xanh xa 2x, túi xanh 2x 65. Comment mã túi 2x 65, ai lấy túi 2x lên túi 2x luôn dùng nguyên nhá, 65k túi 2x. Còn đỏ đô này, còn hồng đậm này. Rồi túi hồng đậm, hồi nãy chị nào chưa có túi hồng đậm lên túi hồng đậm, túi hồng đậm, túi xanh pha, những cái bộ đẹp thế này mà chốt chậm thế này. Hoa cam cho chị Võ Thắm, hoa cam Võ Thắm, túi xanh pha, túi hồng cho Võ Thắm luôn này. Túi xanh cũng đẹp lắm, túi xanh túi hồng. Rồi qua nhá, qua đi chị em mình ha. Vài bộ này lên sau, rồi tiếp lên luôn cho chị em mình hai nữa. Cái này còn từng hai quần đấy à? Rồi lên luôn dùng mã quần này 45k, mới còn được từng này con. Màu xanh ngọc, 45k nó nha. CL, CL, CL. Hồng đậm. CL hồng đậm cũng thả xuống rồi. Hồng đậm đây này. CL, CXL. Cái này còn toàn size 60 đổ về thôi, 60 nè, và 57, 58 đổ về. Lên luôn những mã này là mã quần hồng đậm cho chị song tử rồi đúng không? Hồng đậm size 2X á gì? Có mã hồng đậm size 2X ấy. Rồi lên luôn dùng mã xanh thang, xanh thang với quyên nhá. Xanh, à quên lộn, xanh ngọc. Con này giống cái con quần vàng hồi nãy con mang ấy. Size 57 đổ về và size 57, 58 đổ về và size 60 đổ về. Cho size L và size L. 45k con này đẹp lắm, phải xứng. Hàng này hàng chỗ người ta sale sale xuống còn 75.000 con. Con chạy cho em mình 45.000 con nha, bình thường là người ta bán 125.000. Đấy, lên luôn cho chị em mình con này giá 45k xanh ngọc. Đẹp lắm, chị em mình về mix với mấy con áo trắng chị em mình có sẵn. Ra set đẹp liền nha, sale nó luôn chị em mình 45k, còn size L và size XL hai size. Chị nào lấy xanh ngọc, lấy xanh ngọc luôn dùng hai size. Hello chị Mai Thủy, cho người lớn hai bé, người lớn chị ơi. À, 57 size XL em. Cái gì đó chị à, tôi đi chiếc ra chị hỏi cái mã nào. Chị nào lấy quần xanh, xanh size XL cho song tử. Hello chị Phạm Nụ. Phía sau của em là người lớn hàng hai lớp dài. Hai lớp dài của người lớn đó chị nè. Được chưa? 89.000. Hai lớp. Xong thử xanh thang XL 45, xanh thang XL 45. Rồi ai chưa có thì lên, bao rẻ bao đẹp con này luôn ý. Ai chưa có thì lên dùng nguyên nhé. Hàng 125k, shop nó có sale cũng sale xuống còn 75k, bao xịn sò luôn 45k con nha. Trời này trẻ mình mix mấy con này với áo trắng thì bao đẹp, mix với áo trắng thì bao đẹp nha. Còn cái set gì không, cho lên ít hay hàng lẻ gì đi, chứ còn view tối này thực sự lên không nổi luôn. À quên, đây đây đây, đây cho mấy con quần này với chân nha. Còn size gì hết, bò giấy size 28 sót thôi. Cái này à, chuẩn size luôn, chị nào hai mang size nào chị em mình chốt size đó. Nguyên hai mang size 28 thì Nguyên chốt size 28. Ủa được có hai con chứ mấy, bò kim tiết 3 con, 4 con, 79k. Size 29, 28, 27, 28, 28. Rồi nha, lên luôn dụng mã này là mã kim tiết 28 nè, 27 một con nè, 3 con 28 và 1 con 29.
ai hay đi size nào chị em mình chốt size đó nhé. Con này bao đẹp rồi, hôm bữa đã có thử cho chị em mình rồi, nguyên tưởng là hết, sót lại đúng một cọc. Đây luôn dưỡng mã này, quần này là quần riêng kim tuyến, quần co giãn nhé, đẹp lắm luôn các chị em mình ơi. Ai hay cái này là chuẩn size rồi. Đây là chị em mình đang mang size gì chị em cứ chốt size đó dùng nguyên nhé, không cần hỏi về bao nhiêu ký mang vừa. Rồi lên chuẩn mã riêng kim tuyến luôn dùng nguyên nhé, riêng kim tuyến nè. Đây con này lên bao đẹp luôn, 3 size 27, 28, 29 nha. Mà khi là Nguyên mang 26 thì con này cũng vẫn mang size 6. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã ring 79k. Cái này sale gọn, chị em mình mua con này bèo nhất 180.000. Bèo nhất con này 180, hôm bữa lên mà lên sạch trơn nhiều chị chốt không được. Thì nó sót lại một cọc 4 con, à, 5 con. Chị nào lấy mã này lên luôn 29 cho chị Tony chiếc, đẹp lắm con này đẹp. Tony chiếc 29 có một con, thế còn 28 là 27. 29 nè. 29 cho Tony chiếc. Còn 28 và 27. 29 hết rồi. Sao ai cũng 29 thế, còn 27 và 28. Ai đó 27 chốt và 28 chốt luôn chị Nguyên nhá. Giá con lên luôn cho chị em mình luôn là 79.000. 79.000. Ai cũng 29 không có 29 hết 29 rồi. Hết 29 rồi. 27 chốt. Tâm Uyên. Còn 27 28 ở trên bảng gì? Bộ tầm 27 28 hết 29. Hết 29, còn 27 28. Rồi qua đi trẻ mà nè. Còn có tập từng nớ thôi đấy. Còn sót lại được từng nớ thôi đấy. Còn một cọc này lấy nó tôi sẽ trẻ luôn. Còn thầm là được 1,28 không? 28 thôi à? Có 27 không? Rồi hết nha. Nè còn con 28 nè. Tầm nguyên còn rồi. Thanh Trung còn một con 28 thôi. Ai đi 28 đây 28 chế 27 nhá. Chết lên sai cũng được hết 27 rồi. Còn một con 28 thôi lấy. Chốt mã này mã tặng theo ai nhỏ còn chị mình chốt đi. Tặng theo size 26. Tặng theo 26. Nhưng mà cái con này tầm khoảng 45 độ về thôi. 45 độ về thôi. Lên mã 45k nó luôn đi. 45 đổ về và lên mã 45, hàng giả nha chị em mình ơi. Hàng giả nhá, nhưng mà 45 đổ về thôi. Chị nào lấy cái mã này đang mã theo 45. Chút lên theo 45, còn đúng được một con. Chị nào lấy theo 45 lên theo 45 dùng nguyên nhé. Theo 45. Ê, chị Phương Trần sao là bảo gọi chút đơn cho mình mà không thấy gọi lại lắm. Phương Trần nhớ hôm qua hình như có đơn đi không? Dạ chị chút cái gì đấy lên lại giùm em đi. Lên kèm luôn giùm em số điện thoại ngày mai em check cho. 26 cho chị Tâm Uyên. 28 luôn cho chị Võ Thắm luôn đi. Chờ chị lên cho em, chị Phượng Trần ơi, lên lại giùm em, hôm bữa gì chốt cái gì lên lại giùm em đi nhá. Rồi lên mã 85. Size 52 đổ về, 52 55. Con này khỏi quảng cáo rồi nha. Con này hàng này là hàng không giãn, dạng quần dáng boy ấy, nhưng mà là mang dáng thùng, dạng mang thùng ấy. Chị em mình biết cái giày thể thao, con này là hàng Quảng Châu, lên mã 85 nha. Size 52 cao 55 cho cái size S. 52 và cao 55 cho cái size S. Nhá, chị nào chưa có thì chốt. 52 và cao 55 rồi lên set Quân đang mang luôn. Set đang mang còn được từ nào set. Tặng nó luôn cho chị em mình luôn cho nó gọn. Size 55 quay đầu. Con này đã lên 45k đấy. À, cái nó cho chị Võ Thắm luôn đi. Võ Thắm. Theo Nguyên hết rồi. Chị nào lấy mã 85 lên mã 85, chị nào hay mang về thể thao phát con đó đẹp. Mang form thủng. Con nó mang form thủng.
À chắc là không cho thông tin đấy chị ơi, lên lại thông tin cho em đi. Cái gì lên lại thông tin cho em đi nha. Chị Thanh Trung như có rồi. Chị Phương Trần lấy lại thông tin cho em đi. Thanh Trung không có. Không có. Thanh Trung không được. Con này đang sale 39k. Đây này, chị nào nãy mua con quần vàng rồi. Mít cái này lên sách rất là đẹp luôn nha. Con này đang sale 39.000. Lên luôn những mã này là 33 luôn. Lên mã 33. Quần tay 49k còn không à. Quần tay 49k. Hàng lẻ sai em sale gì. Phải không? Nó còn được mấy cái trong đó thôi. Đó là sale lỗ luôn ấy. Thấy bốn con quần 49.000 sẵn rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này, 33.000 luôn, size 62 đổ về. 62 65 ok luôn, chắc này. Nha, chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã thun. 33.000 nốt luôn. Con này là vải hai biên nè. Size dễ mình 57 58 đổ về. 69.000, cái này hết rồi, cái mã đai này hết sạch xanh. Cái này khách xã thôi. Khách xã mới vô ra con này thôi. Ai chưa có cái này thì lên nha. Lên mã hai biên, con này bao đẹp ấy. Ai nhận con này về rồi, giá có quá rẻ không? Hàng hai biên người ta bán 190, 220. Phương lấy dẻo là 69. Ai nãy lấy mã hai biên, lên mã hai biên. Ờ, chị Phương Trần ghi lại cái số điện thoại chị Phương Trần, không bữa láo gió à chị. Mai nhà em ấy lại ghi lại cái số điện thoại Phương Trần chết đơn áo gió. Chết đơn áo gió. Rồi lên mã hai biên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy hai biên lên mã hai biên. Comment lên mã hai biên luôn dùng nguyên. Đây. Mua được con này. Biết ha. Chị nãy hồi trưa mới lên đặt lại đây nè. Hàng xã chị ơi, hàng xã hàng bôn. Hàng xã hàng bôn chứ em bán 33.000 thì chứ. Đây như thế nào mà hồi trưa lại vô đặt lại. Bó tay chưa. Mua con áo này đồ gom. Đồ gom xong, đồ gom tới gom lui có con mà mua từ ngày mấy? Ngày 7. Mua từ ngày 7. Đấy là hàng bôn mà. Hàng bôn hàng xã mà. Kiện gì tội nó. Đấy chị em anh nhìn nè. Thế xong lúc trưa vô lại đặt lại. Nguyên kêu là em không bán nữa. Đấy, thấy nhiều chị rảnh hơi không? Nhưng Nguyên như thế thì thôi. Mua mà hàng kiểu đó thôi. Tối đắp mền ngủ đắp cho nó khỏe. Trong mắt lên coi gì nó cực. Coi xong cái đợi gom miết không mấy. Máy like từ ngày 7 giờ bữa nay ngày mấy ngày 10 rồi. 3 ngày không đặt thêm cái gì giờ đòi xả ra. Thế mà lúc trưa lại vô đặt tiếp cái mã này không chốt nữa. Sai gì đây? Rồi lên luôn những mã tặng luôn đi. Sai gì đây không biết. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng size L. Molina chia sẻ đấy. Size L. Hai lớp. Lên mã 65. Chị nào lấy lên. Hai biên chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Lên mã 65 luôn giùm Nguyên nhé. Lên mã 65k. Thấy nhiều chị thấy gì vậy mình thấy rảnh không? Đúng nếu như mà Nguyên thì thôi. Mua hàng kiểu đó rồi thôi đắp mềm ngủ cho nó khỏe đi. Chăng mắt lên coi tới 10:30. Xong cái đồ gom biết 3 ngày không gom xong xả. Rảnh hơi thiệt luôn. Mua like mà như ai cũng như chị Xuân Thu thì khỏe. Không cho gom. Chia sẻ lên đông giùm em. Gom giờ nhiều tiền. Như thế lại khỏe. Khánh Uyên, ủa bên đây Khánh Uyên không chia sẻ luôn ấy. Cô coi la mà chả chia sẻ đấy Khánh Uyên ơi. Bữa nay vắng bóng rồi, Khánh Uyên bữa nay vắng bóng rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Mình còn được từng này cá thôi. Cái này bao đẹp luôn, toàn bộ theo này. Toàn bộ là cốt tông tàu cho chị em mình ơi. Lên nó luôn cho chị em mình cái mã này, size 55 đổ về. 55 đổ về còn từng này xét này. Lên gọn nhá. Một hồng nè. Một hồng nè, một vàng nè, một nu nè, một đen nè, một trắng hồng nè, hồng chữ. Toàn bộ là size 55 đổ về. Đây đứng đây dạy mình nhìn cái form. Còn được một cọc như thế thôi. Size 55 đổ về là trẻ mình chứ ok nhá. Theo toàn bộ. À, bên Nguyên bên này nó cũng đứng đơ luôn. Thấy thì lúc Nguyên ngồi ở dừa này. Rồi
lên luôn những mã này là mã tặng bộ luôn Dương Nguyên nhé. Lên gọn nha, con được từng này. Quần 49 màu đen không, lấy chị 5 cái con. Thì chắc là không có rồi chị ơi. Chắc không có. Đấy, thế mà nhiều chị lại đòi gom. Đèn đắt song tử. Song tử này. Lên 79k luôn đi. Nhá, 79k luôn đi cho nó gọn. Nó gọn hơn. 79 đi cho nó gọn hơn. Chị nào lấy cái này 55 đổ về thôi. Theo là theo toàn bộ hết, chắc của nó là chắc có tông tàu 79k nha. Chị nào lấy cái này lên 79k. Hồng. Hồng. Hồng như Nguyên đang mang nè, nu nè, trắng nè và 79k. Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn Dùng Nguyên. Size 55 đổ về. Hồng cho Ken Nguyễn, hồng cho chị Tony Chiết. Đây Ken Nguyễn bộ đang mang Tony Chiết. Rồi nu vàng trắng 79k gọn luôn. Nu vàng trắng 79, ai chưa có thì tranh thủ lên luôn Dùng Nguyên nhé. Nu nu vàng vàng trắng trắng, còn được 3 set nữa thôi. Đẹp chị em mình nhìn cái chắc này. Riêng con áo này không, nhiều khi chị em mình mua hơn 79k rồi. Nguyên chạy chị em mình nguyên set. Đứng à. Cái này giờ đang chạy. Được. Vàng hết hết hồng rồi kìa, hết hồng rồi chị cô chủ nhỏ ơi. Còn vàng, vàng đây, vàng cho chị cô chủ nhỏ. Còn trắng còn nu. Còn trắng còn nu. Chị họ đứng mấy cái thế vui lắm. Đang chu miệng cái đứng lại mất tiêu. Còn nu, còn trắng chị ơi, chị lấy cái màu nào chốt lại đi giùm em nhé. Mai em đi đơn hả? Rồi, nu này quần lỡ rồi. À, quần đùi. Rồi lên luôn dưỡng mã nu và trắng. Toàn bộ quần có túi hết nha. Bao đẹp luôn. Giá 79k đi cho nó gọn. Chị nào lấy chốt. Cốt tông tàu nhé. Cốt tông tàu, còn nu còn trắng thôi. Ai lấy màu nào lên màu đó luôn dùng Nguyên nhé. Ok. Ok, ok. Đơn chưa đi thì em sẽ gom vô. Còn nu với trắng thôi. Mã này 79k chị em mình không mua, tiếc quá. Cái mã bộ lụa nó hồi nãy ai chưa có, ai còn chưa đặt được mã bộ lụa thì báo Nguyên này. Mã bộ lụa em lên đây nè, hồi nãy em lên rồi nè. Bộ lụa nè, còn mã phía sau lên luôn nè. Đẹp tốt đúng không? Rồi lên luôn dùng mã hoa hồng. Đây nè bộ lụa hồi nãy em lên ấy. Hoa hồng quần đen. Thì chắc này mã này thôi khỏi cần quảng cáo nữa chị em rồi nhé. 93.000. Quần này quần vải dày lắm nè, túi nhá, có túi. Bo to. Thôi chị em mình đến 62 cái chị em vẫn mang được luôn. Riêng cái này 62 cái chị em vẫn mang ok. Chị nào lấy cái này lên chung mã hoa hồng 93. Comment mã hoa hồng 93. Ok chị, mai em gửi nhá. Tại vì lúc gần like lại không ấy. Chị nào lấy cái này lên mã hoa hồng luôn Dùng Nguyên 93. Trắng cho chị Kim Phượng, nuôi cho chị Thanh Trung. Hồi nãy trắng Kim Phượng nuôi Thanh Trung. Mã này là mã 93.000. Chị nào lấy 93 hồng lên 93 hồng. 93 hồng còn màu chi chân lên lại. Ai chưa có chốt nha. 93 hồng. 93 quần vàng. Cho nguyên cái mã quần vàng luôn. 93 mã quần vàng. Mua con áo đây, thực sự những con áo bán 39k quá ư là rẻ rồi. Chị nào lấy cái này lên mã 93 quần vàng bộ lụa dùng em nhé. Bộ lụa. Quần của nó là quần trượt công sở ấy. Nha, chị nào lấy cái này lên mã quần vàng, bộ giống Nguyên đang mang đầu lái 93.000. 93.000. Y cái chữ nó hay răng. Chữ nó hay được. Rồi chị nào lấy cái này lên mã quần vàng, mã này đang chạy em là 93.000. 93.000 quần vàng. Quần vàng cho Thanh Hồng. Không quần công sở nữa à. Quần sở hôm nay là tối rồi. Giờ không còn màu đen nữa chị ơi. Ở đằng trước mình còn quần công sở chưa Huyền? Ở đằng trước trước xăng ấy. Quần vàng cho chị Ái Văn Ngô. Cái quần công sở xe 49 chủ yếu là nguyên xe nguyên xả cho nó gọn kho thôi. Chúng mình đi nhập rau được ra giá 49 mình đó. Bộ hoa cam em hết rồi. Hoa cam hết rồi. Đấy cọc nó cọc chi đó Huyền, cho vô luôn đi. Hoa cam em hết rồi.
9k. Công sở em còn màu nâu, màu vàng với màu hồng phải. Nâu vàng hồng. À vậy. Mã này là mã 39k luôn đi. Size 5758 đổ về. 5758 đổ về size 2X. 39k gọn luôn. Đẹp. Rải. LXL. 2XL, 3XL. Nha chị em từ 50 đổ lên. 50 đổ lên, 60 đổ về. Nha, chị nào lấy cái này lên mã quần 39k kèm luôn, dù nguyên cái size nhá. Tính là cuối tuần thì là tối cuối tuần lai nhiều nhiều xíu màu nãy giờ á. View ké mà đơ 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 luôn ấy. Chị nào lấy mã này mã 39k cho chị ạ. Dạo này không về bộ tặng mẹ hả? Tặng mẹ em không? Quần vàng cho Mai Thủy kìa. 39k anh lai lương 5758 ký nè. Quần 39, ai lấy quần 39 lên quần 39 luôn chị Nguyên. Còn size chi đó, còn size 2 không? Size 1 không? Size 1 cho chị Ken Nguyễn luôn đi. Size 1 cho chị Ken Nguyễn. Rồi size 52 đổ về. Size 52 đổ về và 60 đổ về. 39k bao bao rẻ luôn. Cô tặng mẹ giờ không có chứ. Các cái bộ hãng hàng công ty còn mấy bộ nữa lên nó cho em mình luôn. Rồi nha, chị nào lấy 52 ký đổ về. Lên 52 đổ về luôn, dùng 39. Và 60 đổ về, vẫn còn size L và size 2XL. Bát ghi trắng không? Em không chị ơi. Em không nha, không không có bát ghi trắng đâu. Cái mã này em còn được bao nhiêu bộ này lên nó lên cho chị em mình là 65k luôn. Lộ. Mã này khác, mã này được 2 bộ lên nó 65k. Mã này được 2 bộ thôi. Đây nó 65k nhé. Không chị ơi, em không miễn phí ship. Giờ mua chục bộ em không miễn phí ship nha chị ơi. À nhà em không có miễn phí ship đâu. Bán giá tầm giá này thì là chị em mình bảo sao miễn phí ship nữa. Giờ có mua chục bộ em không vào đây xếp được nha. Đồ nam em không? L đen cho chàng Phương Thảo. L đen cho thầm thì mình rồi. Hết à? Thế Đông Thị Hà còn xe gì á? Còn xe gì đấy? Xe 3 gì Đông Thị Hà? Đông Hà Nguyễn. Ờ Đông Hà Nguyễn. Phương ống rộng à? Hú hồn. Rồi cái này Nguyên đang còn 2 bộ. Bộ nam á, bộ nam giờ không có. Sao 55 đổ về. Chứ mã 65 luôn. 55 đổ về. Giá 65k nó luôn. Chị nào chưa có cái này lên đi dùng mã này mà cánh tiên. Thế. Ôi rớt hồi nãy chị trừ mới biết. Hồng nhá, lên hồng luôn dùng Nguyên. Bộ... Hỏi chị Xuyên Thu. Chị Sương Thu mua lần mấy chục bộ chưa được miễn phí ship đơn nào. Quần mì đai đỏ, chân váy dạ chị nhận còn đẹp hơn trên like à. Rẻ nữa. Hồng 65 cho chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn. Nhiều khi nó là chị em anh nghĩ chân váy dạ máy dạ em bao nhiêu tiền? 19.000 chị em anh nghĩ trả ra gì. Thật sự luôn. Nguyên đã có nhập được ra giá đó và toàn bộ giá bán tặng thôi. Xanh. Xanh chị em mình 55 quay đầu luôn. Xanh 65 nó. Toàn bộ những khi mà Nguyên sale hàng lẻ là bao giờ cũng là đi cho chị em mình lỗ vốn. Hồng hết. Còn xanh ren thôi. Cái quần vàng còn không? Cho chị cô chủ nhỏ. Quần vàng cho chị cô chủ nhỏ. Bộ xanh cho chị cô chủ nhỏ. Bộ xanh cho cô chủ nhỏ. Đây còn bộ xanh nữa. Đây còn một bộ xanh. Đang mới còn một bộ xanh nữa. Xanh này cho chị Bảo Thắm. Xanh này chị Bảo Thắm hết rồi. Hết bộ xanh đấy. Cái bộ cánh tiên này còn ít sale cho nó gọn nhất. Muốn hết bộ đi con. Cánh tiên này còn mấy cá lên gọn lên đi. Hàng này hàng thiết kế này. Còn bao nhiêu bộ lẻ tẻ thôi. Ui cái này. Cái này ai không lấy quên khắc luôn.
Cái này hàng thiết kế đây. Chị em mình nhìn cái lưng quần là chị em mình thấy khác rồi. Đây chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Thấy cái lưng quần chưa? Xịn sò con này. Size này chị em mình dưới 50. Size này dưới 50 nha. Dưới 50 là chị em mình cỡ tặng người, nhưng bây giờ chị em mình chốt đẹp. Lên mã 70 luôn đi cho nó gọn. 70. Giờ nhiều shop nó đang chạy cái mã này á, mấy à? 200 mấy mà nó sale còn 100. Bữa nó nhắn qua sale còn 100 mấy. 160 mấy, 170 mấy gì đấy. Quân lên luôn cho chị em mình mã này 70k luôn, CS. Chị nào lấy xanh CS lên xanh CS luôn dùng Nguyên. Bộ em đang mang hết rồi chị ơi. Xanh S 70k luôn. Bộ này đang chạy em 79k. Thì là coi như cái này là bán thì chị em mình không tính tiền vận chuyển luôn. Đấy, còn ít lên gọn luôn thì em mình luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy cái này luôn cho mã này là mã xanh S. Xanh S 70. Cánh tiên luôn đang còn size 57. Cánh tiên xanh còn size 57 ký độ về. Lên mã 70 luôn nhé. Vì giờ nó rớt lại cái hai cái mẫu được cái hai cái chứ mất. Lên mã cánh tiên luôn dùng size M. Chốt mã cánh tiên size M size 57 độ về. Lên mã 70 luôn. Bộ này quá đẹp. Riêng cái bộ này Nguyên bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Chị nào lấy cánh tiên size M lên cánh tiên size M luôn dùng Nguyên 70 luôn. Còn được 4 bộ size M 70 nó. Bộ này 57kg độ về là chị em mình chút đẹp, chắc đẹp. Nhận hàng riêng cái mã đó, nhận hàng về chắc không đẹp cho chị em mình quay đầu. Khách nhà Nguyên mua cái bộ đó nhiều rồi và đặt thêm nhiều nên là bán tự tin. Nên là mã đó bán tự tin. Rồi mã này lên mã 30. 30 chắc là con này là con cuối cùng màu này. Hay 30 con cuối cùng màu này. Chị nào lấy cái này lên mã 30 size 60 đổ về. Size 60 đổ về. Rồi lên mã cánh tiên, chị nào lấy cánh tiên lên cánh tiên size 30. Còn áo ba lỗ là size 30 đổ về là chị em chút đẹp. Rồi nha. Đây luôn cho chị em một mã áo này. Tiên 10. Tiên 10 không được vào. Trong khi mình còn công sở đen. Trong khi mình còn công sở đen. Bộ này mặc đẹp mát nè. Rồi em cảm ơn chị tôi đi chiếc nhá. Cỏ thắm này cho chị cô chủ nhỏ kìa. Thông điệp vàng kìa. Hai bộ cho chị cỏ thắm. Đẩy qua đẩy về giờ còn đây. Chưa là cho khách, vì khách dặn trước. Chưa lại lên thử không vừa. Khổ nổi. 57 đổ về. Con này mang đẹp lắm. Chốt mã cô ban 57 đổ về là trẻ em chút đẹp. Cô ban 49. Cái này là hàng khách dặn. Xong lai đụng chừa lại cho chị. Xong lên không có vừa. Thì cái chứ quần đi và quần lại mấy lượt con này rồi đấy. Rồi lên mã nè. Comment mã đùi 49k, con này đẹp lắm. Đùi 49. Ai lấy đùi 49 lên đùi 49 luôn dùng Nguyên nhá. Một con. Anh này cái này con này. Chốt mã 39 nè, size 50 đổ về nè. 39 size 50 đổ về còn con. Ai lấy mã 39 lên mã 39 luôn dùng Nguyên. Size 57 58 đang còn con. Mã 39 lúc nãy chị nào chưa có chốt nè. Size 50, size 57 58. Lên bộ 60 à. Xanh 70 có size L không em? Từ từ em coi thử nè. Xanh. Từ từ xanh gì? 49 cho chị Thu Hiền Ngô. Xanh 70 á, cái bộ cánh tiên hồi nãy có size L không? Còn size L không? Còn bao nhiêu cho xuống tay đi. Cho xuống tay lên gọn nó cái mã đó đi. Chứ để chưa nè. 49 cho chị Thu Hiền Ngô. Cái cứ rớt lại còn bộ như thế này nè. Rồi lên luôn dùng mã bộ da. Cái bộ này size 60. Dây 60 y chắc luôn.
Dây này sẽ 60 độ về lên mã 70 luôn. Đây chị em mình nhìn từ đường kim mũi chỉ luôn. Toàn bộ là hàng xịn sò, hàng này là hàng thiết kế đấy. Nha Lan luôn dựng mã dây 70 luôn. Dây 70 dây 60 độ về là chị em mình chúc đẹp. Dây CL 60 độ về. Đùi 49 hết rồi cho chị Thu Hiền Ngô rồi. Thu Hiền Ngô, ôi mã này là mã 65 toàn bộ này. Mã 65 đây còn bộ xanh. Áo chống nắng 2 lớp nhà em đang lên chị em mình 89.000 bộ. 2 lớp em đang lên C em mình 89.000 bộ nhé. Mã này mã 65 đây còn một bộ 65. Chúc lên mã 65 giúp Nguyên này. 65k, size này dành cho chị em mình 55 đổ về. 65 xanh. Chị nào lấy 65 xanh lên 65 xanh. Rồi lên luôn những mã dây, dây cho chị Tịnh Huỳnh. Dây cho chị Tịnh Huỳnh. Dây chị Tịnh Huỳnh. Bướm size 52. Bướm size 52 lên 70 luôn. Giá này là nguyên dọn kho nốt. Tại vì nhiều chị kêu là hôm bữa nó bán 79.000. Nhưng mà giờ thứ còn cái thì lên luôn cho nó dứt mã thôi. 65 cho chị Thanh Lan Ngô. Thanh Lan Ngô là chủ yếu là đi cho nó dứt mã thôi. Nhiều chị kêu là hôm bữa nó bán giá khác, giờ bán giá khác. Đấy ăn chen của chị em là ăn chen cái 9.000 đó. Giờ bay cho chị em mình bán như vậy này bay luôn cả tiền vận chuyển rồi này. Cái này là ôm được hàng sale đấy. Chứ còn bình thường là hàng đi đổ sỉ là 125.000 thì làm chi dễ mình mua được giá này. Nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là mã. Bướm size 50 52 đổ về. Bướm S. Dây hết nha. Dây hết. Bướm S một bộ này. Comment mã bướm S một bộ này. Chị nào lấy bướm S lên bướm S luôn dùng nguyên 70 luôn. Bướm S NS. Rồi chị nào lấy bướm lên bướm và chị nào lấy nơ lên nơ CS luôn dùng nguyên nhé. Nơ CS. Cái mã dây này cũng còn cây 52 quay đầu. Dây hồng. Dây hồng 52 quay đầu đấy. Còn thứ còn con như thế này đấy. Nha, dây hồng 52 quay đầu một bộ. 52 quay đầu CS nha. Chị nào lấy dây hồng CS lên dây hồng CS luôn dùng nguyên. Đẹp lắm. Riêng cái chất này bao chất luôn cho trẻ mình luôn. Bao chất và bao giá. Lấy bộ 93 quần đen nữa nghe nghe. Quần đen hả? Chị lấy cái gì? Quần đen mà mã nào? Mã áo hoa. Mã áo hoa hay mã nào? Chị nào lấy S lên S đẹp lắm. Hôm bữa có 3 bộ nào màu vàng em mình xem rồi. Nha hàng chạy 79 nó cũng rất là rẻ rồi. Đây nói chị em mình 70 à, dây hồng cho vỏ thấm. Không có CL chị ạ. Không có CL. Cái này đi gì vỏ thấm nè. Vỏ thấm rồi đi. Vỏ thấm. Còn mỗi size S thôi. Không còn cái size gì hết ấy. Đây này còn CS nữa nè. Dây hồng CS size 52 quay đầu chị em chút đẹp. Nha. Ai lấy dây hồng CS lên dây hồng CS. Tôi dùng nguyên một bộ dây hồng CS. M lấy gì chị Tịnh Huỳnh hả? Dây hồng size S. Mã 8 này cũng đẹp mà toàn là size nhỏ không. Nên bây giờ toàn size L nè. Bướm size L nè. Để coi cái bướm tay L nè. Tay 60 nha. Dây hồng S đây. Bướm được hai cái tay L. Còn toàn bộ là tay S. Toàn bộ S. Bướm được 2L. Tay 60 đổ về. Mã này là mã cánh tim dùng nguyên nha. Bướm L2 bộ nguyên mặt à, còn mã khác nha chị Hà ơi. Bộ nguyên mặt đang còn mã khác. Nói chung là nó tương tự như thế nào. Mai đi chưa mai chọn ra em lên. Chị nào lấy bướm tay L được 2. Bướm L được 2 sẽ 60 độ về. Bướm xanh tay L được 2. Táo CS luôn. Dịch giả xong nó to. Chị em mình đang xây bụi hết trơn. Đây là tim nè.
Còn S đâu mấy dì ơi? Buồn ý rồi đấy. Lời cho Thanh Yên. Hồi nãy ai hỏi L bướm nè, lên L bướm luôn dùng anh Tiên nè. Rồi lên luôn dùng mã dây hồng. À dây xanh xây L xây 60 độ về. Dưới này cũng cũng S hết rồi. Còn toàn là S hết à? Dây xanh xây L. Dây xanh xây L 70. Dây xanh L1. Còn cái chi xây L nữa không? Bướm xanh xây L đây còn mà. Rồi ai lấy mã này lên cho mã tim. Dây tim xây L. Lên dây tim xây L. Trong đó mình hết công sở à? Hồng xe ép chịu cánh tiên trời ơi. Hồng xe ép chịu cánh tiên. Hồng xe lờ luôn nè. Hồng xe 60 đổ về. Hồng 60 đổ về đây còn cái nữa nè. Rồi còn hồng xe ép là lại cánh tiên. Lại cánh tiên này như có cả mãi dây nữa nè. Hồng ép có cả cánh tiên, có cả mãi dây. Thì nào lấy hồng ép lên hồng ép nè. Hồng L lên hồng L. Lên 70 luôn. Hồng L cho lương thử. Đấy. Ở đây còn à. Còn hai bộ cho lên luôn đi. Và cho lên luôn. Bộ mẹ đang còn được 3 bộ này. Mình sẽ tới 93 luôn đúng không? Hồng L. Phương Phạm. Hôm bữa chị chốt một bộ xanh với một quần tím gộp đơn với xương cao. Sao em không gửi hả? Dây CL à? Từ em không biết nữa luôn ấy. Có Phương Phan không? Còn đơn của Phương Phạm không? Ôi vui rồi đó. Mai em chép lại thử chị nè. Mai ghi lại chép của chị Phương Phạm đi. Dây CL em hết rồi. Hồng CL. Hồng CL còn mã nào đó. Rồi lên luôn dùng mã hồng 65. Quần đùi nè. Áo quần lỡ nè. Quần lỡ nè. Size này là size 55 đổ về nhá. Chốt mã này là mã 65. 65 hồng còn một bộ. Ai lấy 65 hồng comment lên 65 hồng luôn dùng nguyên. Dây CL 70 hồng đâu còn đâu, người ta chốt rồi chị cô Út Họ Trịnh ơi. Rồi cái nào Nguyên đang còn 3. Chốt mã tặng mẹ. Đây. Xe 55 đổ về. Một bộ 55 đổ về hết nhá. Lên mã tặng mẹ luôn dù Nguyên nó 69.000 luôn. Bộ này là bộ lanh nhung. Đây còn mấy màu đẹp, có màu xanh ngọc kìa. Cái xanh ngọc mít với cái quần nó đẹp luôn, hợp luôn á. Lên mã tặng mẹ được 3 bộ. Size 55 đổ về. Chốt lên luôn dùng mã này là mã tặng 69 luôn dùng Nguyên nhá. Nó sót được 3 bộ thôi. Ai hồi nãy chưa có. Mã này là hàng cũng chạy 86.000. Cái hàng này ở ngoài người ta chạy 125.000 này chị em mình. Trong lên sách nó luôn. Hồng 65 cho chị Trần Thị Hồng Liên. Hai bộ tặng mẹ. Hai bộ tặng mẹ. Ờ Trần Thị Hồng Liên. Rồi hai bộ tặng mẹ. Còn một bộ tặng cho chị cô chủ nhỏ. Còn một bộ tặng mẹ. Chị nào lấy bộ tặng mẹ lên bộ tặng mẹ luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã tặng mẹ luôn dùng Nguyên. Còn một bộ size 55 đổ về. Lên mã 69k. 69k. Có cái bộ này hàng công ty còn 2 bộ. Sắp bên này 2 bộ lụa hàng công ty. Hàng bên hàng nhé. Size 52 đổ về. Bộ này đang lên máy 83 à. Lên mã 55 luôn. Bộ nào bộ lụa hàng châu nhé. Size 52 đổ về. Không nhăn, không nhào, không rút. Không cho cắn chỉ. Bộ nào bộ lụa hàng châu này. Nha. Bộ này đang lên 83 hay 63 ta. 269 gì đấy. Size 52 đổ về. Chốt mã bộ công ty luôn dùng Nguyên nhé. Xe nó luôn chạy mình 55k. Tặng mẹ cho chị ạ. Bộ này 89.000. Ờ có cái hoa.
89 nghìn. Bán lâu rồi đâu có nhớ đâu. Có lên 55, lỡ đọc 55 rồi. Tặng mẹ luôn cho chị Tâm Yên. Có lửng CL hả chị? Con để em coi xíu nè con. Chị bao nhiêu ký? Chính xác là chị bao nhiêu ký? 52 quay đầu, bộ này là bộ lụa Hàng Châu nhé. Thế nhưng mà là hàng công ty nè. Đây chị em mình nè. Hàng một công ty hết nè. Thấy chưa? Đây cả áo sơ mi cũng là hàng công ty này hết. Lên luôn những mã này là mã 55 CL luôn. 52 đổ về. CL nhưng mà 52 đổ về thôi. Chốt mã vàng L. 55k một bộ này, rẻ hơn cả hàng xưởng, cả hàng gia công luôn ấy. Nha, có được hai bộ CL. Chị nào lấy bộ CL lên bộ CL dùng đi. Bộ CL hai bộ. Mã này lên nó luôn cho trẻ mình mã 90 luôn. Trời ơi. Bộ này đang sale 99k hàng công ty nè. Hàng này là hàng nguyên đặc mai nhá. Size này riêng, cái size này đến 65 cái trẻ em vẫn mai ok. Thầy còn sót sót lại bộ thôi. Lên mã 90 luôn đi cho nó gọn. Đẹp chưa? Size này 65 vẫn mai ok nha chị em mình ơi. Hàng này vừa đặt mai xong ra luôn. Giờ còn lại tẻ size. Nói chung là nó chuẩn luôn cho trẻ mình cả đường kim mũi chỉ. Mai xét nét luôn cho trẻ mình từ cái đường viền. Nhưng mà lên giá này chị em mình đi rẻ hơn cả giá chợ. Chị em mình nhìn cái mét trong của nó thế này. Nói chung là chuẩn xịn nha. Hàng này con này chắc của nó là đuổi tơ. 65 đổ về. Chị nào lấy cái này lên mã công ty xanh. Lên mã 90 luôn. Công ty xanh một bộ. Vàng cho chị Trần Kim Hồng và Thanh Lan Ngô. 1m55 à. 60kg à. 60kg. Xíu qua mã khác đi. Nha con này 65 đổ về. Con này cũng được nè. 65 đổ về. Chị nào lấy cái này mã công ty luôn dùng nguyên bộ này. Đẹp lắm luôn. Chị em mình tin tưởng cái mã này luôn dùng nguyên. Hàng này là nguyên đặc mai. Đấy, bao xịn sò luôn. Rồi chị nào lấy cái này luôn mã công ty xanh luôn dùng một bộ giá 90k luôn. Hàng chạy 99. Hàng chạy xe 99. Của Lanh Nhung Mina đang còn nè. Lanh Nhung Mina nè. Lanh Nhung Mina. Hàng này đã có xử lý độ co. Chị em mình mang cái này mang mấy năm không bị bột vải luôn á. Cái này đang chạy cái mã này nhiều rồi. Cái 55 đổ về. Chốt mã này là mã tặng 59k luôn đi cho nó gọn nhé. Còn em mã cam 59 Lanh Nhung Mina. Hàng này đang chạy là 75k nhá. Lên luôn cho chị em mình 59k luôn. Chị nào lấy mã Lanh Nhung T1K. Cái 55kg đổ về là chút đẹp. Xa 2XL nhưng chút 55 thôi. 55 là vườn cái này thường là 1X, 2X, 7X. Rồi lên luôn những mã này. Mã Lanh Nhung 59k Lanh Nhung 59 cho chị cô chủ nhỏ. Chút mã này mã 89k luôn. Xe 57 đổ về. Hàng này hàng chạy 109k này. Hàng này hàng chạy 109 nè. Xe 57 đổ về này. Chút mã 89 luôn đi cho nó gọn nha chị em. Thay còn bộ. Cảm ơn mã 89 xe 57. Hàng chạy 109k xe 57 đổ về. Hàng này là hàng công ty luôn nha. Hàng này đẩy vô siêu thị người ta bán lên rất là cao, 100 mấy một bộ, 170, 180 một bộ ấy. Mua lên nó luôn cho chị em mình mã này là mã 89k, rẻ hơn chị em mình đi mua cả hàng xưởng, cả hàng chợ. 59 là gì ấy? Mới nói vùng 1, chị em mình chốt cứ sợ đừng có chốt nhé. Cái chị em mình mua, mới nói rồi tránh né cái mà ngày mùng 1 ra, mua cứ mua xong chơi xả dính rất là mất công. Rất là phiền. Đây còn bộ nữa nè. Bộ con đang mang hồi nãy lên mấy gì? 79 gì? Hồi nãy lên 79 gì? Đây còn bộ size 57. 57, thậm chí cái này 60 vẫn mang ok. Cái này cũng là làm foam nó bự hơn nè. Cái này cũng làm foam nó bự hơn nè. Đặt này trẻ mình to con nhiều quá này, toàn bộ đặt làm phong bự hơn bình thường hết. Nhích tay lên hết nhá. Xây lờ nhưng mà trẻ mình 57, 58 gì nào cao 60 vẫn mang ok luôn dùng nguyên. Bộ này đẹp lắm nè. Chị nào lấy cái này lên mã 90k luôn dùng nguyên xây lờ. 90 xây lờ luôn. Ai chưa có chút. Còn cái set bộ chứ không nhỉ. Ok bộ này 90k mà đứng đơ luôn. Phí dễ sợ. Còn hôm bữa tranh nhau màu đen và xanh đen. Trong cái lóc, cái xếp bộ chỗ này có bộ trên trong đây, bộ trắng trắng này. Hình mặt cười này cũng đẹp nè. Cái trắng hình mặt cười nè. Ừ. À, cái nào cũng ưa lên hết.
xong anh dùng nguyên một miếng nước nó thì cho cái ca bự nó thì uống cho nó đã. Lời cho chị Hồng Phục, con này không còn giá sỉ này đâu nhá, em nói trước ấy. Rồi lên luôn dưỡng mã xếp đùi. Trời ơi, con này bao mê, chắc bao mê luôn. Con này chắc bao mê nha. Chị em anh nhìn nè. Rồi, thằng kia. Hello, nãy giờ chị Hồng Phụng. Công ty xanh cho sô-cô-la Mỹ. Công ty xanh cho sô-cô-la Mỹ này rất là. Cái bộ đó mỗi khi lên màu xanh với màu đen là lên hết vẹn xanh. Lời cho chị Hồng Phụng rồi đúng không? Tới 60 độ về. Rồi lên luôn dùng mã mặt cười. Tiếp tục cái dây này. Lên mã mặt cười luôn dùng nguyên nhá. Comment lên mã mặt cười. Hàng này chắc của nó là có tông tàu 60 độ về là chị em mình chút đẹp. Mặt cười luôn dùng nguyên nhá, lên luôn cho chị em mình mã này luôn. 60 độ về. Xinh chưa? Xinh chưa? Lên mã 79K đi cho nó gọn nhá. Có tông tàu nha chị em mình ơi. Với nó vải đều chị em mình cứ yên tâm. Không phải hàng người ta chạy hàng TC, hàng khô người ta chạy mẫu. Giờ nhiều người họ chạy dạng phải TC nè, phải giả TC nè. Dạng chạy theo kiểu như mà chạy theo hàng hot ấy. Nó rẻ lắm luôn ấy. Còn cái này con chạy luôn chị em mình toàn bộ là cốt tông tàu nha. Xịn đẹp nhá. 79.000 luôn. Chị nào lấy mặt cười lên mặt cười 79. Mặt cười 79. Công ty xanh em hết. Công ty xanh em hết. Chị nào lấy mặt cười 79 lên. Cốt tông tàu và 60 độ về chị em mình chút ok. Nhá, nguyên sát đùi đẹp lắm. Chị nào chưa có này lên. Đẹp này chị em mình có thể mua cho cả hai mẹ con này mang được. Hả? Mặt cười, ai lấy mặt cười, lấy mặt cười luôn dùng đi nhé. Cái này chốt chậm ghê ấy. Hàng đẹp. Hàng đẹp mà chốt chậm lại tiếp. Còn một mã sạch nữa. Cái này mặt cười đó hiền nè. Mặt cười 79.000 mặt cười thôi. Ai lấy mặt cười, lấy mặt cười. Chị em mình xem like chịu khó tương tác lên luôn dùng đi tí xíu xíu nhé. Mỗi chị em mình xem like tương tác lên luôn dùng đi xíu. Rồi nha, qua tiếp nha. Lên luôn cho chị em mình mã này. Cái này có một bộ thôi. Một bộ nhé. Mã này lên mã 90 luôn dùng đi. Chống nắng phía sau em đang lên luôn cho chị em mình là 89.000 hàng 2 lớp. Xe 57 độ về. Chốt mã sọc xanh 90k luôn. Lên mã sọc xanh 90. Comment luôn dùng nguyên mã này là mã sọc xanh 90. Đang có một bộ thôi. Sọc xanh 90. Một bộ sọc xanh. Ai lấy sọc xanh 90 luôn dùng nguyên nhé. Sọc xanh 90 nha. Một bộ sọc xanh 90. Xe 57 độ về. Trẻ mình 6 thậm chí em 60 vẫn mau ok. 60 vẫn mau ok. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Chốt mã set nơ. Còn được vài set. Dạ set ngố nha chị em mình ơi. Lên mã set nơn 60 độ về là vẫn mang ok. Quần giãn nhiều, quần mang ôm, áo phủ mông giáo quần, áo phủ mông giáo quần. Lên mã set nơn. Cái này cũng lên nốt luôn cho chị em mình luôn. 75k đi. Chị nào lấy set nơn. Quần này là quần giãn ôm nhá. Áo phủ mông giáo quần. Bộ 93 em lên rồi mà. 93 còn gì nữa đâu. 93 em lên rồi. Em còn cái mã hoa hồng quần đen nè. Cái mã chi nữa thì mã lá. Quần vàng còn không? Quần vàng, ừ, cho lên cái quần vàng luôn. Nhá, chốt mã này lên luôn dùng mã 75k set. Chị nào lấy set nơ lên set nơ 75. Set nơ 75 nhá. Ai lấy set nơ 75 lên set nơ 75. Còn quần vàng cho lên quần vàng luôn.
đang còn mã quần đen và mã quần và 93.000. Cái này quần vàng đúng không? Chị Thanh Yên lấy một chốt nè. Chị Thanh Yên lấy một chốt nhé. Em còn quần vàng nữa. Đẹp mà, rẻ mà. Hàng đang hot là 93.000. Thì lá quần vàng chốt là quần đen chốt luôn được. Quần đen là áo của nó là áo màu hồng và áo hình lá nữa thôi. Còn được vài bộ, tầm khoảng chục bộ nữa là hết mã này rồi nhá. Chị nào chưa có thì lên. Quần đen và quần vàng 93.000, 93.000, 93.000 trong ngân mã. Không mã ô như chị Thanh Yên không được. Thanh Yên không được. Cho nguyên cái áo polo nào, cái màu xanh thang đó luôn rồi. Size chị đó cho lên luôn. Size M luôn rồi. Còn cái xanh đó size chị ấy. Còn size M ấy là không có size bự. Rồi lấy mã áo polo nam, size 57 đổ về hàng công ty. Hàng công ty nha, polo nam. Trẻ mình nhìn từ túi tiết nè. Nó in hết ra ngò rồi. 57 đổ về. 55, 57 đổ về. Đẹp chưa? 55, 57 đổ về nhá. Chốt lên luôn những mã tặng 45k luôn. Chứ vậy em mình đi mua hàng cá 6 ấy. Áo thun cá 6 ấy. Đẹp. Theo hết toàn bộ này. Theo tay mình cũng còn tay nhỏ thôi. Xây mờ nhá. Hàng công ty nha vậy em mình ơi. Nha, lên luôn chị em mình con này tặng 45k. Cái thực sự nó quá là rẻ. Đi cho chị em mình còn rẻ hơn hàng chợ nữa. Toàn bộ cái này là theo nhá. Xây mờ. Chị nào lấy xanh xây mờ lên xanh xây mờ. Nó xịn từ cái túi tiết luôn. Xịn từ túi tiết nhá. Polo xanh xây mờ tặng 45. Em lấy cái này lên. Toàn bộ cũng còn xây mờ thôi. Chị nào lấy tặng 45 lên tặng 45 thì nguyên nhá. Tặng 45 xây mờ. Bao rẻ luôn. Một con áo polo hàng công ty 45k con. Ai chỉ có lên nó luôn dùng nguyên. Quần vàng cho Phan Ngô. À không, nhà em là đi đơn buổi chiều. Em đi đơn 9 chiều. Quần đen chờ em xíu. Không chị ơi, ôi cái áo polo này chị em mình không chốt lại phí. Quần vàng cho chị Phan Ngô. Còn quần đen cho em đeo lên quần đen luôn. 45.000 áo polo nhưng mà còn size nhỏ. Hình như quần đen này còn 2 kiểu đúng không? Kiểu bông này nè. Áo phía sau của Nguyên thì là chỉ có size L với là size XL. 55 đổ về chị em mình lấy size L, 60 đổ về chị em mình lấy size L nhá. Quần đen là còn này với gì á? Mã hoa hồng này nè. Quần đen và mã hương. Mã lá ba cái. Mã lá nữa rồi mã hương. Mã lá nữa thôi. Đây còn hai quần đen thì còn hai mã. Mã lá nè và mã hoa hồng nữa là hết. Được chưa? Rẻ lắm, hay trẻ mình tranh thủ mua đi. Áo polo mà có 45.000 mà trẻ em không chốt, đứng đơ lúc mà cái gì. 45.000, hàng đó ôm được hàng công ty sale. Rồi nha, chị nào lấy mã 93 nữa lên mã 93. Còn lên gì nữa không chị em mà nói, cái còn view mà sao nó đứng đứng. Hoa đây nè, hoa hoa đen nè, hoa hồng quần đen ấy vậy, hoa hồng quần đen ấy, lá đen cho Phan Ngô, lá đen nè, thế, đâu, ở đây, đây với đây, ok, còn quần công sở chi lẻ nó không lên xíu nữa đồng nguyên gì, quần công sở chi lẻ lẻ không, rồi, cho con lên biết hàng lẻ đi chị em mình nhé. Bộ lá cho Hồng Phụng. Hoa hồng đen cho Ánh Linh 93.000. Bộ lô cho heo sữa. Chị ơi, chị Tịnh Huỳnh ơi, quần đen có mã lá và mã hoa. Hồi nãy cái lá đó và hoa hồng ấy, chị ưa màu nào chốt màu đó luôn giùm em nhé. Đẹp mà. 63.000 93.000 bộ. Lẹo rồi. Một màu chị Trần Kim Hồng ơi, một màu nhé. Cho bộ lá cho chị Hồng Phụng, bộ hoa cho Lam Ánh Linh. Lá Hồng Phụng, hoa Lam Ánh Linh. Cái quần đen này để cho chị
nhưng mà không có xe. Hết rồi. Thế? Lá hết á. Hết lá rồi chị ơi. Ở đây nè, hồng phụng nè. Cái gì tình hình lấy bộ hoa thì chốt thôi. To chị ơi. Lá hết rồi. Lá hết rồi. Không có quần sọt na. Hoa và quần. Hoa quần đe chị Út. Chị Út. Có rồi đúng không? To đấy chị. To. Khách nhà em 62kg vẫn mang được mà. Quần to mà. Cột quần công sở này lên luôn cho chị em mình luôn. Cái này sao chị em mình 48 đổ về, 48-50 nhá, 48-50 đổ về chị em mình chút đẹp con này. Lên luôn những mã này là mã S55. Comment mã S55. S55 nhá, con này đẹp đấy. S55 SML L cho chị em mình 55 quay đầu, M cho chị em mình 52 quay đầu, 55 ca hết nhá, cho nó gọn kho thôi. Ai lấy mã công sở lên công sở luôn dùng nguyên, còn 3 size ML. M52, L55 còn 3 con nhá. Lên 55k đi cho nó gọn. Được chị ơi, 9 giờ ra được. Được được nhá chị ơi, được nhá chị Bảo Thắm ơi. Lấy bộ vàng là lấy hoa vàng đúng không? Chị Tịnh Huỳnh, công sở xây L cho chị Sương lên. Rồi cho Sương lên. 55 đổ về, còn 52 đổ về và 48-50 đổ về còn 2 con. Trời, công sở là thường chạy chị em 79.000 đấy. Toàn bộ 79k. Nghe chắc Vitex là chạy 79k, còn hai biên là chạy 99k. Mà lên gọn thì chị em mình 55k xây M. M. Rồi còn S, chị nào lấy S lên S luôn dùng nguyên nhá. S này nguyên mang ok luôn. Con này S mang ok luôn. Chị nào lấy S lên S luôn dùng nguyên nhá. Comment lên S luôn dùng nguyên. S55. S đấy chị Nguyễn Minh ơi. À, S cho chị cô chủ nhỏ rồi kìa. Còn con quần này quần 2 biên 69. Mã 2 biên 69. 2 biên này size 57-58 đổ về. 69k. 69k con này rẻ. Thực sự luôn ấy. 2 biên người ta bán rất là cao luôn. Thì nào lấy 2 biên lên 2 biên luôn dùng nguyên. Size XL 57-58. 2 biên 57-58. Quần đen còn. Hả? Này Sương Lê á, con quần đen còn. Không, quần đen có chị lấy một chút đi. Lờ em hết. Không, cái nó quần dài vậy. Mờ hết. Mờ hết nha. Còn đó chị Sương Lê chị lấy chút đi. Hết hết rồi. Form này là form chính tắc. Form này là form chính tắc này. Nhưng mà cái này size nhỏ thôi, size nhỏ xíu dạng quần. Còn size này cỡ size học sinh luôn. Tầm 42 đổ về là chị em chút đẹp. Tầm quần học sinh á, form SG nha. Còn 42 đổ về. Lên luôn cho chị em mình luôn, 49k. Lên mã 49, chị nào lấy 49 lên 49. Size S nhưng mà nó nhỏ. Size S nhưng mà nó nhỏ. Cái này chị nào lấy cái này lên mã nhỏ luôn dùng 49 ca nhỏ. Còn em mã nhỏ 49 giúp em nhé. Ai lấy nhỏ 49 thì nhỏ 49 một con. Nhỏ 49 này cũng xé luôn rồi. Ấy già ơi. Này váy. Váy xé. Váy xé. Nha, chị em mình 48 rồi, vậy là chị em mình chút đẹp. Lên mã váy luôn dùng nguyên nhé. 45k luôn đi. Chị nào lấy váy, này đang đen lộn xộn cột chung hết. Lên mã váy 45k xe. Chị nào lấy váy lên váy 45 xe. Ok rồi, hai bên em hết. Nguyên còn áo khoác lanh chống nắng xe lớn 65kg đổ lui. Không chị Nguyễn Tâm ơi, em hết xe bự rồi. Em hết xe bự rồi. Hai bên đó mình hết sạch luôn hả chị? Con này lên luôn dùng mã quần đuổi. Mã quần đuổi nha, quần đuổi size 50 đổ về. Quần đuổi lỡ chốt mã 35 luôn. Đuổi lỡ nhưng mà ống của nó là ống dạng ống bo nè chị em này. Đẹp, con này đẹp. Làm xe S. Chị nào lấy đuổi lỡ lên luôn dùng nguyên đuổi lỡ.
mới vừa nói xong ba mấy cái hàng cho 39k đi, 39k rưỡi lỡ 49 mã nhỏ cho cô chủ nhỏ. Thấy nó to thì ngon, em hết rồi, cho chị Nguyễn Minh. Nguyễn Minh, ok. Rồi lên luôn những mã nào, đáng nói 39k đúng không? 39k. Chị nào lấy đuổi lên đuổi. Váy nó cho chị Nguyễn Minh. Và con 49k nữa. Váy, con chân váy gì? Chân váy nó cho chị Nguyễn Minh. Còn con size S nhỏ nó cho chị cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ. Rồi lên mã này là mã quần đuổi 39. Đuổi lỡ cho heo sữa 39. Đuổi lỡ cho heo sữa 39. Thế 45k. Ok, giờ còn con lên cho nó gọn thôi. Bắt chắc giá luôn rồi. Rồi lên luôn dùng cái này 55 đổ về. 55 đổ về form XL, nhưng mà cái này 55 đổ về thôi. Chốt mã 55 luôn. XL đen á, 55 đổ về. 55k. Đấy, mã nhỏ phải. Mã nhỏ đó. Lên mã 55 đen XL. 55k gọn. Đuổi lỡ em hết rồi chị Tâm Yên ơi. Còn ta. Con này con quần le rồi. Quần le si. Quần le si M 70k rồi. Quần le nhá, si M. Thả người như nguyên là chị em mình chút đẹp. Mấy con quần le này đẹp lắm chị em mình ơi. Le nhá, le. Chị nào lấy le lên le. Cái gì mít ướt gì năm con gì đó chị ơi. Quả thám XL. À quên. Ờ đúng rồi. Xay 50 đổ về. Chốt mã le 70. Le 70. Thằng le này đang chạy 89k. Cái con le này lên siêu chân dài luôn. Xay M nhé. Chốt mã le xay M. Chị nào lấy le M 70 lên le M 70 luôn dùng đi. Le M 70 nhé. Rồi 52 quay đầu. Chốt mã L. 52 quay đầu. 55k. 52 quay đầu lên mã L luôn dùng lên nhé. L 52 quay đầu 55k. Con le đẹp ấy, lên mang bao chân dài luôn. Rồi nhá. Ai lấy loe lên loe. Loe được chưa? Ok, em lấy chị cái quần nhỏ. Được nhé chị Thanh Thảo ơi, được ấy. Rồi lên luôn những mã này. Size 52 quay đầu. Cái mã 55 size L. 55 size L. Con này cũng quần le à. Quần le đen. Size 57, 58 đổ về. Size 2XL. Chút mã 70. Những cái con quần này lên miên mang chân dài luôn. Le size 2XL. 57, 58 đổ về là chị em chút đẹp. Những con này lên form cực kỳ đẹp đúng trẻ mình. Nguyên chạy là toàn chạy 89.000 hết đấy. Le size 2. Chị nào lấy le size 2 lên le size 2. 2XL. Le size 2XL 8 chị Awen 70. 70. Người ta chốt rồi. Áo gia đình hiền đổ 30 và 50. 30 và 50. Trời ơi. Form này đẹp nè. Cái này trẻ mình 57 đổ về. Chốt mã túi dùng nguyên đi. Lên mã túi 55 luôn. Con này đẹp lắm. Hồi chưa có mang thử cho em con này. Đang còn sắp một con. Lên mã túi XL. Túi XL 55. Túi XL 55. Chị nào lấy túi XL 55 lên túi XL 55 dùng nguyên nhé. Túi XL 55k. Túi XL 55. Rồi cái này xây M. Le xây M đây nè. Le xây M nè. Le xây M cho chị. Le xây M đây. Ai lấy le xây M lên le xây M dùng nguyên. Cái gì xây L? Làm chi có le xây L? Le xây M. Lời cô chữ nhỏ. Túi cho chị Võ Thắm. Túi cho chị Võ Thắm. Cái này cho chị Thanh Thảo. Cái này chị Thanh Thảo 70. Rồi. Thanh Thảo 70. Em mờ em cũng hết rồi. Còn cái gì vải nó vải hai biên à? Hả? Hai biên à? Đang lên hai biên đi. Ừ,
như là công sở trong nó cũng vơ hết rồi chứ. Cùng lên rồi. Hai bên này còn xe gì đấy nhỉ? Cho mình cái CM mã này em mang thử cho khách coi. Mã này mã số SM 4850 tay chị đợi. 5758. À. SM XL thôi đúng không? Rồi đây mã 2B49, áo quên lộn 69 gì. Form này là form chính tắc nha chị em mình ơi. Cái này về chị em mình biết cái này biết về để thao đi chơi cũng đẹp nhá. Đây lên thử cho chị em mình form. Mang luôn chị em mình cái form con này. SM XL à? Này chỉ có SM và XL thôi. 69k con này, con là form chính tắc. Cái form con này đẹp lắm chị em mình. SM và XL cho cái mã này. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên vã hai biên nhé. 69k con. SM XL 48 50 và 57 đổ về là chị em mình chút đẹp. Hương đang mang cái này phải nhất size lên size M. Nha 48 50 và 57. Mã này mã hai biên, form này form chính tắc. Hai biên người ta bán rất là cao đó, chị em mình tranh thủ hết cái cọc này nữa là thôi. Đang mời em hết rồi. Le cũng hết. Le cũng hết nhá. Chị nào lấy cái này lên mã hai biên luôn dùng cái kèm size SM. M cho chị Ái Văn Ngô. M cho Ái Văn Ngô. Và XL 69k con. Còn bộ hai biên là nguyên chạy 99k hết ấy. Cái bữa giờ còn lẻ size lẻ số nguyên dọn luôn cho nó. Nó gọn kho đấy. Đẹp lắm. Xịn sò nó đường à, cái tiền công may không đủ. 69.000 không đủ tiền công may mà cái vải xịn này nữa. Nha chị nào lấy hai biên lên hai biên luôn dùng nguyên kèm size. Chống nắng dài hai lớp 89k vậy. Chống nắng dài hai lớp 89k đây. Còn bộ là dài hai lớp 89k con. Hai size L và XL. L 55 đổ về. À con nó phân dài. XL. XL cho chị Thanh Hồng. Chị vừa ơi, khách nhà nguyên 60 chị cũng có chị mang vừa, nhưng mà phải là gọn người kia. Gọn người bụng gọn thì mang được. Chị Thanh Hồng size XL đi, 69k. Nắng dài hai lớp là 89k. Rồi ngưng nha chị em mình hàng. Ngưng nhá. Thôi hiện về đi. Đây mời cho chị Hướng Dương. Nhìn về đây, không có cái gì lắc mắt như sai like. Like nó cho nó gọn nữa rồi luôn. Trong đó quần con sở là còn mỗi quần like thôi à. Cái mã này hai biên quần dài. Chỉ có SM size 50 đổ về. Hai biên này hai biên quần dài. Chị em mình phong quần đẹp lắm luôn. Nhìn sơ cái phong quần nha. Cái này lên dùng mã dài 69 SM. Hai size SM. Chị nào dài 69 lên dài 69 hay size SM gì luôn nhé. Dạ, đây các mới kế em đang mang size M cho chị coi đấy. Em đang thử size M đấy. Rồi mã này lên mã tặng luôn nó luôn cho em mình cho nó. Ồ cái hai biên. Cái này cái hai biên này. Hai biên form dài. Size 50 đổ về, cao này thôi khỏi phải bàn cãi nữa nè. 69k luôn. Xe 50 đổ về nha. Hàng này đang hôm bữa của xe chị em là 99k nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã 69. Chốt mã 69k luôn giúp đi. Xài xe M nhé. 69M quần dài. 69M 69M quần dài. Nâu này còn con lên nó luôn cho chị em mình 99k luôn. Cho nó gọn. Nâu xe 50 quay đầu. Ê quần mèo quần le lộn. Le xây M. Le xây M 70 nha, xây 50 độ về. Thì nào lấy dài xây M 69 le 50. À quên le 70. Nào xây M trái Văn Ngô. Cái này trái Văn Ngô. Trái Văn Ngô. Trái Văn Ngô dùng luôn. Trái Văn Ngô. Nào xây M đang mang thằng trẻ mình mấy con này. Đang gọn trẻ mình 49.000. Ê quần le lộn. Quần le là 70k. Con này quần gì? Con này phong thường nè. Phong thường. Con này chị em mình tầm khoảng 55 đổ về là chị em mình chút đẹp. Lên mã 49k luôn dùng nguyên.
55 đổ về trước mã 49. Còn nâu tay nhé. Cái này bộ nguyên mang hơi bị rộng. 49k con này. Chị nào lấy XL lên XL luôn dừng 49. 50-69 em hết rồi chị Đông Dung ơi. Rồi chốt lên luôn dùng 50-69 còn một kem này nè. Một kem này chị lấy chốt. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên 49k. Thôi về đi, về đi, về đi. 49k nhé. Rồi còn một mã màu vàng nữa. Màu vàng cuối cùng bán tặng hết luôn. Mỗi chị một con rồi nguyên like nhé. Chỉ có ML à. Rồi 52 đổ về. Cái này mà trẻ mình có mấy con áo màu trắng lên đẹp. Cái này mà trẻ mình có mấy con màu trắng là lên phối lên mít đẹp luôn nha. Rồi lên luôn những mã công sở và lên gọn nó còn mỗi một màu này nữa thôi nhé. Lên gọn luôn cho trẻ mình mã nào. ML 52 quay đặt ML 52 quay đào. Đây chị em mình nhìn phong quần. Đẹp chưa? Rồi lên luôn dưỡng mã ML 45k nốt và. Rồi ok chị. Chị nào lấy cái này lên mã 45 vàng nốt luôn. Hai size ML 45k rồi. Làm chi đem chị có xe chị. Rồi nhá, ai lấy lên luôn dùng mình đợi quá cái cửa như chị em mình nói. Rồi ai lấy quần vàng lên quần vàng 45 nhé. Rồi, thôi ngưng đi chị em anh Hề. Ngưng nha. Rồi tắt like chị em mình nha. Phàn lời cho cô chủ nhỏ và anh Hình 45. Rồi ok, thôi ngưng like luôn nha. Bye bye chị em mình luôn nhé. Chị em mình chưa mai nhé. Anh Hình và cô chủ nhỏ. Rồi tắt like nha chị em mình ơi. Hẹn chị em mình live stream mai. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nhé. Chị em mình và chị cô chủ nhỏ. Rồi xây lờ luôn cho chị Hiến Dương là ba con. Rồi ok chị em mình nha. Bye bye chị em mình luôn nhé.